Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục cái series 25 giờ đi du lịch theo yêu cầu của các bạn nha. Và tập 5 là mình đi Hà Nội. Tập 5 đi Hà Nội, và tập 5 đó hình như là anh có nhắc đến là mọi người hãy bình luận địa điểm tiếp theo của tập 6, và anh sẽ lấy 10 bình luận có nhiều lượt like nhất. Và đặc biệt ở tập 6 này, nếu như mà cái lượt bình luận có nhiều like mà được bốc trúng, đây thấy có tên nè, Hào Sữa Gaming 4547 gì đó. Sau đó mình nhấp vào trong cái thông tin bạn đó, nếu như có thông tin liên hệ với số điện thoại hay là Facebook hay là Zalo gì đó thì mình sẽ liên hệ bạn đó được đi chơi chung với mình ở tập 6 đây luôn. Vừa bình luận mà còn vừa được đi chơi nữa, quá đã. Nói chung là tiếp theo tập này các bạn cứ bình luận tiếp nha. Tập 7 y vậy luôn. Để tăng tính minh bạch thì mình có livestream nha, livestream tên Top Top. Và bây giờ mình sẽ review cái bắt đầu cái bóng nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có là Hào Gaming 4 tháng trước là sẽ hưởng hết bốc 25 giờ đi du lịch ở Vĩnh Long 228 like. Ninh Thuận, bạn này rất là có tâm luôn, comment rất là nhiều cái địa điểm để ăn chơi luôn bạn, 652 like. Sóc Trăng 272 like. An Giang 381 like. Đà Nẵng 1k7 like. Phú Yên 336. Tập này thì chúng ta sẽ đi phố cổ Hội An 379 nha. Thừa Thiên Huế 4k5 lượt like. Hà Giang 179 like. Và tờ thứ 10 bình luận mà, tờ thứ 10 5k9 like luôn. Tập này sẽ đi Tiền Giang 140 câu trả lời. Wow. Và trong đây là 10 bình luận mình sẽ xào sơ. Mình nhắm mắt mình xào đại luôn nè các bạn, mình xào tùm lum tùm la luôn. Rồi em nhắm mắt luôn, em cũng nhắm mắt luôn, anh với em cùng nhắm mắt luôn nha. Dạ. Và bóc kham rất là minh bạch, có livestream trên Top Top nha các bạn, là đừng sợ ăn gian để xài cho đều ra cái nha. Rồi bóc đại em cho lựa thoải mái luôn. Đâu rồi. Rồi em thích tờ nào cũng được, lựa thoải mái. Thái ăn bóc. Rồi xong chưa? Dạ rồi ạ. Rồi. Chúng ta có 25 giờ ở An Giang, dù có 381 like thôi nhưng mà bóc vào tờ nào chơi chỗ đó nha bạn. Và tụi mình sẽ thử liên hệ với lại bạn Tinh Búp. Nếu như liên hệ được thì tập 6 này sẽ có bạn đó đi chơi chung với team tụi mình luôn. Okay. Và các bạn đừng quên bình luận địa điểm tiếp theo của tập 7 nha. Vẫn như vậy luôn, bóc kham được các kiểu và chọn. Ok, bây giờ tụi mình bắt đầu sẽ tìm hiểu xem An Giang có gì chơi. Bắt đầu cả đám tụi mình sẽ kéo lên An Giang và chơi nha. Ok, nhảy ra 3, 2, 1, yeah. Ok, và đây mình với An đã di chuyển được tới chợ Châu Đốc rồi nha các bạn. Còn anh kia làm gì vô đây tập trung chơi nè? Em biết đi em An Giang á, em sắm hẳn một cái áo luôn anh. Đây, áo của em á, đây là những địa điểm đặc sản của An Giang. Những địa điểm ăn chơi của An Giang. Đúng. An Giang, chợ nổi, rồi gần tràm, rồi các kiểu trà điểu hả? Dạ, nhiều dạ. Quá mà mình có 25 giờ chắc chơi không hết đâu. Chú tôi bóc hầm chơi đại đi. Đùa thôi. Và ở đây tụi mình đã có được là 6 người để chơi cái môn tiếp của cái 25 giờ nè các bạn. Và tụi mình vẫn chơi giống như những tập trước, đó chính là sẽ chơi những cái trò chơi vừa du lịch vừa thử thách trò chơi đồ các kiểu cho mới vui nha bạn, chứ mà du lịch bình thường thì chán lắm. Okay. Và tập này thì như lời hứa là nếu như bạn nào comment mà được bóc trúng mà trong phần thông tin liên hệ đồ liên lạc được thì sẽ được mời đi chơi chung. Và chúng ta có một bạn khách mời, bạn này là trong phần giới thiệu có thông tin nên mời được nha. Bạn giới thiệu đi. Thưa anh à, em tên là Tình, bây giờ em là Búp, em quê em ở An Giang ạ. À. Quê em ở đây luôn đúng không? Dạ. Bởi vậy em quê em đây em mới comment đây. Đúng. Và may mắn được mình bóc trúng và được mời chơi chung nha các bạn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ có một cái thử thách nho nhỏ ở cái chợ Châu Đốc nha các bạn. Và cho mượn cái nón rồi Hào. Game này dễ lắm, ở đây mình có 6 cái lá hâm để dành chia đội. Mỗi người bóc một cái lá hâm và sẽ làm cái nhiệm vụ trong cái lá hâm đó. 3 người về đầu tiên sẽ cùng một đội, 3 người về sau sẽ cùng một đội, và 3 người về trước có nghĩa là chiến thắng là sẽ được một cái gì đó, còn 3 đội về sau thì cùng một đội nhưng mà bị thua. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Em không muốn chung đội với Đại đâu. Mình lấy đi hết đi bé ăn. Bạn thấy màu hồng ở đây là bạn khách mời bóc trước á, bạn thấy màu hồng lên giường em á. Đến tiệm bài giáo khỏe 555 được các kiểu là điểu nè. Sao? Thôi cô đừng chỉ cô biên thử khách mà, trời ơi cô chơi cô chỉ thôi. Bóc lẹ đi, mình bóc lẹ được có không mấy cô chỉ á, cầm mở ra đừng gỡ ra nha, mỗi người tờ đi rồi cùng lúc nè. Cô chỉ là hợp lý. Cô chơi cô spoil cô chỉ luôn rồi. Nói chung là mỗi đứa đều có một cái tờ nhiệm vụ nha các bạn, và sẽ có 15 phút để chạy vào chợ hoàn thành cái nhiệm vụ. Mình sẽ đứng đây 3, 2, 1, bắt đầu. Khó rồi, chạy rồi. Ủa thấy ai chạy đâu? Ai chạy đâu? Ok, nhiệm vụ của mình là đến tiệm bà giáo khỏe 5555 gặp Yến mua 5 loại cô khác nhau. Và ớt có bà giáo khỏe 7 6 7 kìa. Dạ mấy cô ơi, cho con hỏi là bà giáo khỏe 5 loại đầu của cô đến bên đây ạ? Dạ rồi, con cảm ơn cô ạ. Nhiệm vụ của mình là tìm gặp cô gái có râu mua một con cá cơm nha các bạn ơi. Ủa chú là cô Thắm có râu hả? Cô Thắm hả? Hên dữ cho mọi người, vừa mới đi luôn. Của mình là gặp bà giáo Thắm 4 số 9 rồi mua đủ to là mua gì ta? Đủ to mà. Mình đã thấy rồi nha. Thì chú quán cái này mua nhiêu được gì? 70.000 đặt luôn tú nha. 1 kg 70.000. Lấy nửa kg, lấy một miếng 10.000 thôi được không? Em ăn thử rồi, tại em làm cái lắm. Em mua 10.000 nha. Dạ. Mắm khô bà giáo 4 số 9. À đây rồi. Ủa con khô là màu vàng là không được. Khô gì con? Không biết là con khô là màu vàng hả? Con không biết khô. Con khô màu vàng. Cái này màu vàng đúng không cô? Ừ. À, vậy đó con, một con đi. Đây là nhiệm vụ của mình nha các bạn. Gặp bà giáo mẩm Tú Quý mua 2 loại mắm nha các bạn. Các bạn đã tới địa điểm nha các bạn. Con 2 loại mắm bất kỳ mà mỗi mắm 2 lạng con. Cái này quá dễ các bạn ơi. Really nigga. Khoảng 10 phút là xong rồi. Càng gì 15 phút. Quán là 94.9 cô Út. Mà trong cái tờ giấy mình là ghi là đến gặp chị đẹp Hương Út mua 1 gam món rẻ nhất, mình cũng không biết cách. À vậy con nghĩ chắc đúng rồi á. Chị đẹp luôn nhất luôn á. Ờ dạ. Mình mong là sẽ đúng. Bà giáo khỏe 5 số 5. Còn mình đem mua 5 con khô khác nhau. Rồi trong thời gian chờ đợi mấy cô về mình mua bánh đồ ăn sáng các bạn. Bánh bò hút đốt của cô. Là cái này là bánh bò hút đốt. Còn này là xôi. Xôi sầu riêng mà cái... Con này là cũng xôi luôn, xôi, 3 xôi. Con này là gì con? Để đó đi. Cái đó bò thúng lốt. Cái này có phải bò thúng lốt, này cũng đó luôn. Chỉ gói cá thác thôi hả? Ờ đúng rồi, cái này là gói trong lá chuối, cái này đổ trong lon bia. Còn cái bánh này là ăn kèm với gì vậy con? Để cuốn với xôi nếp than. Wow, bây giờ bán con thử đi, con thử bánh với xôi rồi bánh bò thúng lốt. Vậy mỗi thứ một cái đi con, một thứ gói đi. Ăn thử coi sao. Em đập bài. Em đập bài. Hoàn thành không? Hoàn thành anh ơi. Là ok, có bay xuồng nào? Dạ có. Ok. Rồi tắt anh kiểm tra. Dạ. Mua có con khô vậy hả? Tính ra cô cho luôn. Cô cho luôn hả? Dạ cô không lấy tiền. Rồi ok, lấy xuồng ra anh coi đi. Này tới luôn hả? Ơi ba này tới trước, Em biết em cô có đúng không? Ủa à, dạ ok, Tú đúng không? Đúng rồi anh. Hawaii Minute Tale. Rồi sau khi chết va Hiền Hào nó không có quay cái tên tiệm mà anh chết không được. Anh đâu biết cô nó tên gì đâu, em phải quay cái tên tiệm ví dụ trà hút Long Châu gì đó thì mới đúng. Nè em lại em quay cái cửa hiệu ha, đi quay cửa hiệu về đúng mới chết mới đúng nha. Tôi rồi. Đây nha anh em nè, quán này là cô Thắm nè, quyến râu anh em là cô Thắm có râu á anh em. Rồi tiếp theo là Tú thì tới bà giáo Thắm Tú Quý Chính. Có cái hiệu nè anh. Bà giáo Thắm. Nãy mới chết cam đó thì nó quay là bà giáo Thắm mà có số 9 không à, Hiếu 3 số 9 đằng sau, nhưng mà hên cái là nó mua là được cái kẹt vi nè các bạn, có 4 số 9 đây. Hên á, hên là em có đem kẹt vi của bà giáo Thắm về. Ok, có em toán à đây. Vậy là em được về nhất, em là người đầu tiên về. Thằng Hào về trước nhưng mà mua sai nên em là thành về nhất. Tiếp theo là tới Toàn. Đến gặp chị đẹp. Chị đẹp Út Hứ mua một món rẻ mà mới gì chết pha là em mua sai. Sai quán anh ơi, tại chị đó cũng nhận ra chứ là chị đẹp Hứ Út nữa. Nhưng anh cũng là Lâm Đẹp vậy, anh cũng Lâm Đẹp vậy. Quán đó cũng tên là cô Út luôn anh ơi. Là chị đó là chị đẹp luôn. Ồ nhưng mà không phải. Đi lẹ. Rồi tiếp theo là Đại Hành về gì? Ủa thì chung tiệm với Tú. Đúng rồi anh. Em à từ 999 bất kỳ, tiệm nào cũng được. 999. Dạ mua gì? Mua gì cũng được hết hả? Một con khô vàng. Con thêm màu vàng chưa? Rồi ok, mới chết va là thì Đại là nói ok nha, vậy là Đại được về nhơi. Từ vậy 4 anh về nhơi. Thế là ăn từ về Nam thành về Ba hả? Dạ vâng. Sau khi chết ba thì chính xác. Yeah. 5 loại khô đúng không? Chung tem. Dạ đúng rồi anh, 5 loại khô ạ. Gặp chị Yến. Gặp chị Yến và mua 5 loại khô. Dạ. Chúng ta đã được 3 đứa nhanh nhất với bạn mấy kia đi trước, nhưng mà mua sai là bị đẩy ra hành cuối rồi. Và chúng ta có bạn khách mời về cuối luôn để thổi chết luôn. Và 2 bé này mua sai là kết quả là 3 đội này là đội hua, còn 3 đội này sẽ là 1 team các bạn. Đây là 1 team Hán, còn đây là sẽ là team hua. Ok, chúng ta đến với phần hưởng của đội Hán và đội hua nha. Là hết nhiêu cô? Hết là 101. Dạ con gửi 101. Được tặng gì con? Được tặng 1 cái xôi sầu riêng. Ủa mua nhiều được tặng hay là mua 101 được tặng? Cái này tại thằng trai chị nó coi cái chương trình của Cưng Hòa. Ở đây là chị nói chị tặng là do con của chị là fan mình nha các bạn. Ngon lành cành đào luôn. Cái này là mình tặng. Dạ cảm ơn chị. Hết vô đây 101 nha các bạn. Quá ngon lành cành đào. Và phía trước chợ Châu Đốc thì có một cái công viên và cái tiệm bún mắm. Đây là nói là 3 với công viên để bạn cho tụi mình ngồi ăn ngay công viên luôn. Không biết nữa chút bị hốt luôn nữa. Và bún mắm chính là một đặc sản của Châu Đốc, An Giang nha bạn. Và bún mắm là đây bún mắm. Bún mắm là chúng ta sẽ có là thịt heo quay nè, chả nè, mực nè, tôm nè, cà tím và cái sợi bún giống như sợi bánh canh các bạn, rất là bự. Và mình ăn là mình như vậy nè. Đó, bỏ vô vậy nè. Đúng rồi, rồi ăn thử, em thử coi bún mắm là ăn như thế nào. Bún mắm thật ra ở nhà hình như mẹ em cũng làm cho em ăn rồi thì phải. Mẹ em người An Giang hả? Đâu, người Bình Dương mà. Sao mẹ nấu nhiều món gì? Ăn cục, đúng rồi, ăn cục mỡ luôn vô. Giống như heo quay mình chặt cho mình ăn với bánh mì đó. Là được không? Được, ăn ngon không? Rồi đúng rồi, hút cái nước lèo, Nước lèo rất là nghe mùi mắm. Ngọt rồi hả? Ok hả? Đúng rồi. Rồi tiếp theo là bún cá và bún cua với bạn. Là rồi. Sẽ có sợi bún và cá. Này chắc cá lóc quá. Cũng ăn kẹp rau em, Đúng rồi. Ăn không cá gì? Ngon. Hút nước lèo. Hút nước lèo đúng không? Perfect. Perfect à? Dạ. Anh chưa được thử, anh thử cái rồi đập hộp vịt lộn vô. Nước này vừa ăn lắm á. Ngỗng. Còn cái bún cá bên Tú là bún cá hộp vịt lộn. Ồ rồi đó vậy á. Rồi ăn thử bún với lại hộp vịt lộn coi sao, món đặc sản. Bún cá bạn với hộp vịt lộn các bạn. Lấy bụng bún của em, Có một hòa huyện không? Ăn được anh, nhưng mà nó hơi lạ miệng. Hơi lạ hả? Nhưng mà ăn được. Nói chung là cô nói đặc sản là cái quán cô là dài các bạn, chứ mình cũng không biết phải đặc sản An Giang không nữa. Nói chung là cái dòng 1 này là cái dòng khởi động để dành chia đầu thôi các bạn, chứ hắn thua đâu quan trọng đâu. Đội vậy chết rồi, đội mạnh quá. Hả? Đội vậy là mạnh hả? Dạ đúng rồi. Mình yếu quá. Anh tưởng là mạnh ai để lo chứ. Rồi tiếp theo là bên đội hua thì có gì mình ăn đó ha. Đầu tiên là mua gì có con về ăn sẽ đủ ăn em. Thưởng thức đi. Em đang giữ một cái đầu lạnh anh ơi. Thôi ăn sống chút nữa đau bụng. Rồi toàn có gì đây? Em có cái gì nhìn không biết anh ơi. Mở ra ăn thử coi. Cái này theo mình nghĩ là dưa muối các bạn, cái dưa le, dưa chuột á. Cái đem muối bằng mặn ngọt nè, thử đi, bữa mình mua mình phải ăn chứ. Em biết ăn dưa muối không? Trời ơi, mặn quá anh ơi. Tiếp theo là bạn khách mời, mình tên gì quên nữa ta? Dạ, em tên Tình à. Rồi bạn Tình, mắm Hải. Em biết ăn mắm không? Không. Oh my god, người An Giang biết ăn mắm. Giống thằng này rồi, thằng này nó người Kiên Giang cũng biết ăn mắm. Tốt rồi. Rồi ra thì mình đùa vui thôi, đội hua cũng phải được ăn chứ. Mình sẽ review mấy cái món mà cô bán cho mình nha. Đầu tiên là mình sẽ ăn xôi nếp hang. Ăn với lại, cô nói ăn với cái bánh này nè bạn. Với mình là ăn với bánh tiêu, còn đây là cô ăn với lại cái bánh nướng này. Mình không biết bánh gì, để ăn thử nha. Nó dài. Ngon, được. Ngon quá. Rồi có nhiều lắm. Cái này là xôi sầu riêng. 40 kia ngon. Được. Thầy cô nói xôi đít dẹp gì đó mình không nhớ nữa bạn, mà xôi dẹp gì nè. Dẻo dẻo thơm thơm ngọt ngọt. Được. Rồi tiếp theo là bánh bò hốt nốt. Có cái lớp trắng trắng này là cái gì rất là lạ này, ăn thử luôn nha các bạn. Nó như là nước cốt dừa, màu trắng là như nước cốt dừa mà sệt 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 đó. Nó sẽ ngọt ngọt thơm thơm. Nước cốt dừa nó béo béo ngọt ngọt mặn mặn nữa. Ngon lắm mấy đứa ơi. Em thấy ngon quá anh ơi. Em nghe mùi thơm anh ơi. Từ từ đừng có dội mấy đứa. Và cuối cùng sẽ là bánh bò hốt nốt phiên bản gói bằng lá chuối gì nè các bạn. Nó không có nước cốt dừa nhưng mà có gắt một cái lớp trắng trắng lên. Hơi khô. Cái bánh bò hốt nốt mà cái phiên bản mà có nước cốt dừa ăn ngon hơn nha. Còn cái này hơi khô. Một cái. Hai cái. 3 cái. Đậu hũ này mỗi người được 1 cái thôi à. Và theo cái luật chơi là không được ăn gì hết, từ giờ tới trưa là phải ăn đúng cái này. Trưa nay mới có trò chơi, cố gắng chiến thắng và có một cái gì đó ăn ngon hơn nha. Yeah. Ăn đi. Nói chung là cái dòng khởi động là cái dòng chia đội nha các bạn. Nhưng mà cứ chiến thắng một cái game nào đó sẽ có điểm, và bên đội chiến thắng là sẽ được 1 điểm, và mình muốn giữ bí mật để cuối ngày nay tổng kết đội nào được nhiều điểm hơn thì sẽ có cái sự bất ngờ nha các bạn. Nên mình không có nói với tụi nó nha, nhưng mà cứ chiến thắng là được 1 điểm. Ok, tiếp theo tụi mình di chuyển đến làng Cham Châu Phong các bạn. Ở dưới đây có chữ tiếng Anh nè, The Cham Village of Châu Phong. Rồi đầu tiên thì tụi mình sẽ đi tham quan cái cơ sở dệt thổ cẩm làng Cham Châu Phong của Mohammed nha các bạn. Trong đây chúng ta sẽ có là vô đây tham quan mấy cái đồ truyền thống và xem cô dệt, và có cả khuê đồ người Cham nữa các bạn. Trên đây là đây cô đang dệt là dệt bằng truyền thống luôn các bạn, cái máy dệt bằng tay nè. Ồ đây là dệt thắt rằn nè. Nó hay không? Cô biết làm sao để cái cây đó nó đưa qua đưa lại các bạn. Chân đạp luôn, cái đã không? Qua lạc đạp là nó sẽ đưa lên đưa xuống á. Ở trong đây chúng ta sẽ có một cái căn nhà truyền thống của người Cham nha các bạn. Ở đây thì có một cái phòng được tái hiện là cái phòng tân hôn của cô dâu chú rể. Nghe nói là người Cham đa số là người ta sẽ heo đậu hầu ấy bạn, nên chữ này mình không biết phải chữ hầu hay là chữ Cham nữa. Nó thức vậy á, đó là một cái chức năng. Ok bây giờ khuê đồ Cham mặc thử nha các bạn. Hiện tại là Đại nó đang chuẩn bị mặc trang phục truyền thống của người Cham nha các bạn. Cosplay. Ồ, nhìn ra gì mà đầy nọ rồi đó. Rồi sau khi hai bé cosplay thì chúng ta được một file là chú rể nè. Các bạn nhìn thấy trong bức hình này. Trời ơi, ở gia đem xin đôi luôn các bạn ơi. Rep 11 luôn á, hàng riêu 11. Wow. Rồi do là Toàn thì nó không có mặc đồ cô dâu được, kết quả là mặc đồ tùy tùng. Chú rể và người tùy tùng may mắn. Rồi. Em phải cho chú rể đứng, của em đứng em quạt chú rể chứ. À chú rể ngồi vô coi. Đó, cái bắt đầu tùy tùng quạt. Cảm giác sao em, có hồi hộp gì đó không? Cảm giác gì ta lạ gì không? Cảm giác mình giống là vua chúa vậy anh, rất là mát. Ủa đây là phòng chú rể mà bà. Chú rể gắt à, sung sướng chứ phải. Cái cảm giác mà lấy vợ mà trời đây mình chờ vợ vô là cảm giác là nó sẽ ra là hồi hộp. Hồi hộp đúng. Chuẩn bị động phòng. Ở đây thì người Cham người ta sẽ làm nhà sàn các bạn, phía trên đó là cái nãy mình đứng á, nhà sàn ở dưới đây. Dưới đây là cái cây cái mực nước của mỗi năm á các bạn. Như năm 2013 là mực nước tới đây. Tức là ngoài kia là có cái dòng sông, ngoài kia nước nó dâng lên đó. Là tới năm mà cao nhất là cái năm 2000 là nước nó gần tới được cái nhà sàn của người ta rồi không? Đó, cái mức cao nhất là năm 2000. Anh là dân bản địa ở đây, anh lúc anh nở ra thì anh đã bị nước lũ chưa anh? Anh xin tâm nhiêu. Sinh năm 2005 nhưng mà 2000 này thì chắc là không biết đâu. Sinh năm 2005 này 2000 là không biết đúng rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ dẫn đoàn mình đi tham quan một vòng làng Cham này. Mời mọi người theo tôi nhé. Ô cái gì đấy? Bánh bò. Đặc sản. Đây đặc sản em mà quên. Cái này gạo đường dừa. Còn cái này trứng vịt nè, bột mì, đường mè. Trong bánh này là bà làm bằng tiếng Việt hả cô? Tiếng Việt á thì bông cái này người Chăm với ông, tiếng Chăm với ông, tiếng Chăm á thì nằm răng, cái này co âm. Là tên của cái bánh hả cô? Tên bánh người Chăm mới hát là co âm. Bên con thì kêu bánh bò nướng. Là mình nướng trong cái đó cô. Mình nướng nhờ cái nắp. Mình nướng trong cái chảo, cái nắp để đậy lại. Rồi. Là bánh này nhiêu cái cô? Cái đó 10.000 con. Còn bánh này cũng 10.000. Đồng giá 10.000 hết. Đồng giá 10.000. Là 1 2 3 4 5 6 7 mỗi ngưỡng cái ha. Nè cái này đi thi được với chân vàng Cần Thơ nè, nhất nè. Cô được hạng nhất hả? Ừ, được hạng nhất nè, đó nó để đó. Bánh đặc sản người Chăm luôn. À là cô. Cái này nhà nước làm cho cô thôi. À là cô đi thi cái bánh này được huy chương vàng. Sao? Nó như nghe mùi sữa, cái sữa đúng không cô? Cái này không có, cái này đều dừa, cái dừa sống vô. Dừa, nó béo dừa, lá sữa. Đúng rồi, béo dừa. Trời giống như sữa vậy đó. Có review không? Hàng hoa ke, review có ke. Thôi mày ăn với bánh bò luôn. Đó là bánh bò nướng mà. Không phải, mày hoa ke. Vậy hả nè, ta kêu bánh bò làm sao? Nó bò ra, nó dày quá nó bò trong thùng ra, nó bò ra, mấy ta kêu bánh bò. Là nó biết bò hả cô? Nó mới bò chứ nó dậy quá, thắng nắng này nó dậy quá, nó bò ra rồi kia bánh bò đó. Ngon nhưng nó ngọt ngon. Không, nói chung là ăn được các bạn, ngọt. Ai mà thích ăn ngọt là nên ăn nha các bạn, ngọt. Ngon béo. Ủa cái nhà màu xanh xanh đó là nhà gì lạ với Đại? Đó là nhà xanh xanh là nhà 129 nè, chứ nhà kia không thấy biển số anh ơi. 129 là đây có cái biển số 129. Còn nhà đây? Nhà này là 131. Nhà này là nhà gỗ mà. Anh nhà gỗ 131 đúng rồi. Còn nhà gỗ này sao? Nhà gỗ 132 đây. Để xuống nhà kìa. Thấy có tên kia còn cái 19 xây năm 1948 kìa. Nhà này cũ dữ vậy. Nhà cổ em nè, độc lập tự do luôn nè thấy không? Nhà này xây hồi Hồ Chí Minh vĩ đại vậy nè thấy không? Hồi Bác Hồ các bạn ơi. Đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, độc lập tự do. Tiếp theo chúng ta đến với nhà 154, 105 tuổi. Nhà cổ 100 năm hả? 100 năm. Phí để vào tham quan căn nhà 100 tuổi này là 30.000 một người. Đúng. Đi vô thôi. Đây đầu tiên là có một cái kệ để giày dép. Chúng ta để ở đây. Sau đó là tiến vào nhà. Wow. Thiết kế nhà này là nhà gỗ. Có vẹt chằn và có trải mấy tấm niệm rồi nè. Và có đèn, mình nghĩ là nhà này cũng đã kiểu tăng trang cho nó mới xíu các bạn, chứ 100 năm mà vậy chắc là mình nghĩ là không phải đâu. Trong đây là tủ quần áo của người Chăm rồi đó. Tiếp theo tôi muốn giới thiệu với các bạn, đây là cầu treo Masjid Anima, được sự tài trợ của Đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Dubai. Đây, cái cầu này. Tổng kinh phí gần 600 triệu. Rồi hiện tại tụi mình đã di chuyển tới cái khu Châu Phú An Giang các bạn. Ở đây thì có khá là nhiều sông suối rồi vườn tược và ruộng nữa các bạn. Hôm nay là mình được một người khẩu địa ở đây các bạn, đó chính là anh. Dạ mình cũng xin tự giới thiệu, mình là Nho đến từ kênh YouTube Ốc Nhỏ Miền Tây. Hôm nay có kênh anh Lâm đến đây thì mình sẽ dẫn anh Lâm đi trải nghiệm và săn bắt ở đây. Có là chương trình của hôm nay là mình có là đi bắt ốc, bắt cá và đi bắt chuột hay là bắt ếch gì đó thì em có gì mình bắt đó chứ cái ếch được ví dụ ban đêm chứ ban ngày bắt được không anh? Vẫn được luôn anh. Vẫn được luôn hả? Ở trong hang mình vẫn bắt được luôn. Là mình trong hang là mình mò lụm nó luôn. Dạ đúng rồi, mình theo dấu của nó rồi mình nhìn hang rồi mình sẽ bắt nó. Chứ thường bắt ếch là em bắt ban đêm với cái mình đi sôi cái bắt đó. Đúng rồi, cái đó gọi là sôi ếch đêm ếch cặp. Còn này là mình bắt hang luôn. Đúng rồi. Còn bây giờ mời tất cả các bạn nha. Rồi để cho thú vị thì tụi mình lại tiếp tục có một cái thử thách dành cho hai đội. Đầu tiên nè, chặt ra cái ba đội này, ba bạn này là một đội mà mình có nãy giờ mình có tên xem, mình có suy nghĩ được tên đội chưa? Dạ có rồi anh. Nói đi em. Tên gì nãy tập tên điều quên ta. Ba chàng miền Tây. Ba chân tay miền Tây. Sao cười? Tên mình đẹp mà tôi cười gì? Rồi ok, ba chàng trai miền Tây ha. Còn ba bé bên đây thì mình tên gì? Bên em là ba anh ba khía này. Ba của anh ba khía hay là ba anh ba khía? Ba anh ba khía là ba Hằng á. À là ba của ba anh ba khía. Ok. Ba Hằng miền ba khía chứ. Bên đây anh biết không, ba chàng miền ba khứa ba khía. Ba chàng miền Tây Tây Ninh. Tây Ninh này. Thôi được rồi, đừng gái nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái dạt cho anh coi cái ở đây chúng ta có cái đường mương mà bao quanh cái mấy cái cây mít nè bạn, rồi cà na rồi cái kiểu. Và dưới đây ảnh nói là anh Ốc Nhỏ, anh nói là có rất là nhiều ốc luôn. Nên vòng 1 này sẽ là thử thách bắt ốc. Mỗi đội sẽ cử ra một người thôi. Anh Savoy mấy đứa là chúng ta sẽ có này, bắt ốc, bắt ếch, rồi bắt cá, rồi bắt chuột luôn cái kiểu nữa. Bắt ốc này há là dễ, mình nên thả cho người có năng lực kém nhất bắt ốc. Còn mấy cái vòng sau mình sẽ thua. Rồi tốt bắt ốc. Tốt bắt ốc em. Vì nó năng lực nó cá hay mà. Không, bắt cá là bây giờ bắt ốc là ai nè, cho 3 giây. 3 2 1. Tú. Trưởng nhóm chọn đi ạ. Trưởng nhóm chọn Tú ạ. Tú bắt ốc ạ. Đúng rồi, Tú bắt ốc ạ. Rồi vậy là Tú là của đội ba chàng miền Tây là bắt ốc. Ok, qua bên đó lấy dụng cụ. Rồi tiếp theo là ba bé bên đây mình quyết định ai bắt ốc. Em đề cử em. Rồi qua lấy cái vỏ luôn em. Rồi mấy bé chuẩn bị đồ nghề chưa? Mỗi bé một cái hao, hao hường, hao đỏ ha. Okay. Rồi chuẩn bị nè. Chắc. Bắt rất là đơn giản, cứ ốc lớn ốc nhỏ gì cũng được miễn là con ốc. Và bắt bỏ vô hao. Và thì tụi anh đi một vòng bắt chuột bắt rắn rồi quay trở về. Nếu như ai bắt được nhiều ốc nhất thì được 1 điểm. Tổng cộng cái vòng này mà team của em mà được nhiều điểm hơn thì có một cái gì đó ngon lành. Ví dụ như là ăn trưa ngon hơn rồi chẳng hạn. Ok. Rồi xuống đi, chơi trải nghiệm đi. Đội em chơi nương tay lắm anh, dành tiếng Hán cho Tú ơi. Giành giật rồi. Có giành giật rồi, có sù sát, có sù sát kìa. Một con. Rồi ốc gì bự dữ à? Ốc được rồi mấy mí. Ốc đây ốc gì Tú? Ốc này chắc ốc bu quá anh. Ngon. Ok, và cái vòng 2 này thì sẽ là bát nước bắt cá nha các bạn. Ba chàng ba khía thì cử thằng Sơn Tinh. Còn ba chàng miền Tây thì cử Thủy Tinh nha các bạn. Là sẽ tát nước qua kia, sau đó hai thằng cu sẽ bảnh ai để bắt cá. Bắt nhiều cá hơn thì được 1 điểm. Ok, vòng này vòng 2 nha, cố gắng ghi điểm nha. Rồi chơi đi, ta thử coi. Rồi tiếp theo là ảnh sẽ biểu diễn bắt chuột mà tát nước vô hang nha các bạn. Là bây giờ là phải có, ở đây là anh phát hiện ra là có mấy cái chuột đùng đồ, hang chuột là mình sẽ tát nước vô anh. Đúng rồi. Là bắt chuột là có nhiều cách, ví dụ như hung khói đâu nữa đúng không anh? Đúng rồi. Còn đây là tát nước thôi. Nếu mà không lên vậy là không có chuột. Có chuột lên là đi cầu mà nước vô là nó sẽ chạy ra liền. Nước vô là nó phải lên. Còn này không có nước vô nó không lên là ở đây không có chuột. Đúng rồi. Là cái hang này có nghĩa là chuột này có thể đi ra ngoài rồi. Rồi cái dòng bắt chuột này thì An với lại Tình là sẽ xung phong bắt. Dạ đúng rồi. Em có kinh nghiệm bắt chuột gì em? Dạ em tưởng con rắn. Thầy biết con rắn thường ăn con gì rồi đó? Chuột thường ăn rắn em. Bạn Tình có bắt chuột bao giờ chưa? Chưa luôn. Em dân miền Tây kỹ em, phá kè. Giống Hào rồi, phá kè rồi. Không, nó phải lên nữa. Đây, theo một hồi thì mình cũng bắt được nhiêu đây. Không biết như vậy có thắng được thằng Tú vậy đó. Mình thì sợ là thằng Tú nó bắt giỏi hơn mình á, nên chắc mình cũng phải đi kiếm thêm thôi. Mình thấy ở đây có cái hang nè, bắt ốc mà bây giờ mình bắt dính cá nữa cho người ta sợ. Cái hang này nó bị bít rồi mọi người. Nó không có vô trong được, kiểu như là chỉ bề ngoài nó bự vậy thôi chứ ở trong thì ốc vô đây chắc thắng rồi. Mà để mình bắt gì đam mê nha. Rồi thì mình với anh Hào trái chắc cũng 15-20 phút gì á, chắc hết rồi. Mệt kinh khủng. Mệt thì cũng mệt một chút xíu thôi à. Really nigga. Thôi chạy hè anh em mình về. Trời chẳng rồi. Trời ơi. Chết rồi, xin lại lên. Boom. Ta đến với chiếc hang thứ 6 các bạn. Hang này là hang đặc biệt, hang cuối luôn nha. Bắt được hay không gì cũng vậy á anh. Dạ. Anh nói là 99% là hang này có đó, bắt không được nữa là nghỉ. Lúa nó chạy ra mấy lúa đó. Thấy chưa? Đó, chạy lên đó. Ê, ê, quá hay. Trời, vỏ gắn cái này chết luôn rồi. Ê, cá. Đâu? Cá sình. Cá cho tôi. Đâu mình lụm được con cá này các bạn ơi. Cái gì vậy? Cá chê. Hỏi vô nha mọi người. Đâu, cá lóc mà. Rồi sau khi bắt chuột xong thì mình di chuyển tới chậu của mấy thằng cu bắt cá. Kết quả là nhìn đó nè, như con cá vậy. Cá lòng kiến. Bắt được con nào rồi là khoe xô coi. Mười mấy ký lận. Đâu. Bắt được con nào cầm lên, con cá cho anh coi đây, cầm cá đi. Đừng con hả? À được cá đô phi bự bằng cá đô đồng nha bạn. Với lại con gì nữa? À cá lồng tông bay. What the hell? Còn Hào sao? Cái đó cá chơi hả? Đúng rồi này. Sao em chết quá rồi, chết luôn quá à. Ôi giận chết là thử cái húi không? Không anh này. Thử cái đại vẫn lừa em đây. Đừng để tôi tự thử anh nữa để nó chích vô mũi tôi sao? Đừng có xạo, em bỏ vô xôi em sao? Rồi tụi mình tổng kết với các bạn. Rồi dòng bắt chuột thì ăn được trái tim. Dạ. Được 2 chuột 2 bên. Đây. Rồi ok, ăn được 2 con nha. Rồi Tú thì được xô ốc. Em cũng xô nè. Rồi giờ bắt cá lên, cá con bơi nè. Nè em này múc băng lộn, bắt cá bằng tay nè, thật sự đó. Ơi cá chết nha. Nhìn nó vậy thôi chứ nó chưa chết đâu. Và cái dòng bắt chuột á, thì là bên An Khua nè, do bên bạn Tình bắt được con chuột còn sống luôn nè các bạn. Đó, đây, chuột còn sống luôn. Tiếp theo ốc á, thì bên đây là nhìn mắt thường cũng nhìn thấy được là bên Tú Thắng ha. Tú này nguyên xô, bằng này được có tới nửa xô nữa. Là đây là một điều. Và cái dòng tranh cãi như bây giờ đó chính là dòng bắt cá giữa Sơn Tinh và Hỷ Tinh. Một con cá hiện còn sống, còn này con cá thì nó vừa mới cầm lên, nó lúc mà cầm lên nó đã chết từ lúc cầm lên luôn rồi. Cá tét làm sao mà chết được. Em biết là em thấy nó nằm với em bỏ vô à. Cá này nếu như mà mấy kênh thét á thường là diễn. Còn 2 là cá này bị dính thuốc hay bị gì chết rồi. Em biết em lụm với Mượn anh này. Nhưng mà mình xử đó thì xử Khua thì kỳ quá nên quyết định là bây giờ hiện tại đây là 1-1 đúng không? Yeah. Và cái dòng cá này là quan trọng nhất để phân định thắng Khua. Nên bây giờ nếu cá này xử cho em Khua vì cá chết thì cũng ép em quá đúng không? Thì còn nếu như mà thằng này bên đây á nó cá nó sống mà lại xử nó Khua thì cũng là ép nó quá. Đúng rồi. Nên 2 thằng tủn xịn cái, không có dèo. Không được, tôi xì hắn là hắn luôn á. Rồi ok nè, 2 chú tôi quay luôn á. Để em cầm hộp cá nè. Đúng xì đấy. Dứt đây. Nè, để tay ra sao nè, tao đếm 1 2 3, tới 3 là phải giơ ra. Rồi. Nè, quy luật đâu. Đúng vậy nè, giơ tay ra sau lưng nè, để ngay cổ nè. Để ngay cổ luôn không An Giang. Bắt công giơ sao? Lẹ. Kéo. 1 2 3. Trời ơi. Đấy hả? Cá chết. Cá chết mà chơi túi xì như vậy là quá là ok đúng không? Ok này. Đúng không? Đúng anh. Tại đáng lẽ là nếu đi xử Khua em thì kỳ quá, xử nó Khua kỳ quá. Có chơi có chịu anh ơi. Ok. Bên đây hắn nha. Rồi hiện tại là khoảng 1 giờ trưa và tụi mình đã di chuyển đến địa điểm tiếp theo là hồ Tà Pạ các bạn. Ở trên một cái núi thì lại có một cái hồ đá như vậy nữa các bạn. Hồ này thì cấm bơi lội nha. Mình coi thử cái nước đây là nước gì? À mát lắm các bạn ơi, không có nóng nha. Nước mát lắm á. Nhưng mà không được tắm. Tắm bơi lội. Ồ, hồ này cũng khá là đẹp. Ủa còn kia làm gì vậy? Có một con cá ngay đó anh. Thiệt không? Thiệt. Mà sao nó không chạy? Để anh phóng điện thoại lại nè. Là cameraman lại quay là nãy giờ nó nói con cá. Nè, từ anh phóng lại nha. Tụi nó nói cái này là con cá này, mình quay thêm cái nữa nè. Nè tụi nó nói cái này là con cá này, nguyên cục đá chứ gì mà là con cá là sao? Con cá trời ơi, các mày đều thấy nó bơi luôn á. Con này con cá đúng không? Giờ nào cá gì đi? Con cá là con cá không? Hai sợi. Rồi lui ra. Bây giờ thằng nào hy sinh lội xuống bắt con nó lên, nếu là con cá lụm 2 sợi. Nhưng mà nó di chuyển đây đâu. Thôi bé tốn tiền. Trời ơi, đâu rồi. Nó đừ chứ hả? À nổi lên nè. Hồi nãy lấy đá chọi nó mà nó không chạy luôn hả? À thì ra là con cá hiện mém chút Tú 2 xì rồi, hên quá. À, con cá này nó biết à. Nó nghe. Trong Việt Nam. Ở đây thì được cái là gần cái vách đá có những cái ký hiệu đó bạn nè. Được. Rồi LOL. Kiệt nè, Lạc nè, Thanh Linh nè. Đó, không đụng vô. Mình không có chơi vậy, mình chỉ quay video em. Rồi ở đây thì có An Giang nè. An Giang Trời ơi, ở đây có trứng lớp ngọc nữa. Đâu 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 đâu. Có hào nè anh. Ôi ơi, hào. Hào 10/12 yêu nhang. Hào yêu nhang. Ôi mất cả mất cả. Rồi à, quan trọng thần tượng Gia Vĩ Mã Vinh Kỳ năm 2K năm 2000. Wow, những cái ký hiệu của những cặp đôi hào yêu ai qua rồi? Yêu Nhân năm đó. Hào yêu Nhân. Nhân là ai không biết được. Huy yêu Hanh. Huy yêu Hanh anh ơi. Huy yêu Hanh thì có khi với dấu yết này là hết yêu rồi nè. Trời, cái tình yêu này là vượt cả tuổi tác luôn. Sao em? 2K5 2K6. Thì lỡ bạn gái 2K5, bạn trai 2K6 sao? Cuối cùng em kiếm cũng thấy em mà. Có bye bye không? Đây. Tú. Tú rồi cái kiểu. Không có bye bye ta. Rồi đi khi một miếng được khoảng 200-300 mét thì chúng ta sẽ có một cái quán ăn gà đốt các bạn, Hồ Tà Bạ. Ở đây sẽ có gà đốt, lẩu gà, rồi gỏi gà đồ các kiểu, đặc sản của cái Hồ Tà Bạ này nha. Ok, vào thưởng thức món gà đốt Hồ Tà Bạ. Rồi ok, món ăn đã được lên rồi nha các bạn. Và món tiếp các bạn biết rồi đúng không? Dạ. Đội thắng thì nửa bàn bên đây, đội thua thì nửa bàn bên đây. Và cái hay của cái bữa ăn trưa hôm nay đó chính là hồi nãy ngoại đồng bắt được gì là sẽ ăn cái đó. Là phía bên đội ba chàng trai miền Tây. Ủa? Ba khía đây. Ô lộn. Bên ba anh ba khía thì chúng ta sẽ có con chuột nướng nè. Rồi mới ốc thì đem hấp xả. Đấy là ít thường vậy mà cho vậy là cho nhiều rồi đó. Đó là ốc hấp xả, còn cá trê thì húi quá không làm được. Con cá thì chết. Cá chết rồi, đang đây xử hua nó không cần tốn xì luôn á. Phóng sinh anh, phóng sinh xuống đất á hả? Vậy phóng sinh xuống sông nó lặn. Nên quyết định là bên đội thắng là nhường cho nó con cá này. Dạ dạ đúng anh rồi. Chứ bên em ăn gà rồi cái kiểu ăn con cá này làm gì đúng không? Nhường ha. Dạ, nhiều lắm. Cái gì vậy anh? Ôi con cá. Rồi bên thua mình thưởng thức đặc sản đồng quê trước đi. Chuột rồi cái kiểu. Ăn cái đùi thôi nha. Đó. Có một con chi ba đó, hết thì điểm ký đầu. Thơm lắm anh ơi. Review. Trời. Nói thiệt luôn. Nó chắc thịt mà nó béo nha. Nó giống thịt gì? Nó giống thịt gà không? Thịt chim cút á. Đó. Cái này miền Tây pha ke gì vậy? Thật sự anh ơi. Đây bạn miền Tây riêu bạn ăn thử coi thịt chuột này ăn giống thịt chim cút không? Pha kè đó lừa mình đó. Thiệt, giống anh, chắc hơn. Nào không tin được không? Tin tưởng em. Là ăn thịt nó giống con gì? Cũng như thịt gà mình vậy á. Vậy? Gà. Đúng. Em có ăn rồi đúng không? Gà đúng. Ăn tới như thịt gà là chim cút chiên bơ. Nè em review con cá của thằng Đại bắt thử coi. Thử coi giống gì? Tình cảm của người ta đó. Đây tình cảm. Xé đúng rồi, xé kìa. Ngon. Sống. Thật sự cái này rất là ngon các bạn, nó ngọt. Và đặc biệt anh biết giống không? Giống gì không? Nó giống thịt cá. Đúng rồi. Đây review ốc bắt ngoài ruộng nào. Sao giống con gì? Nó chắc thịt anh này. Ăn con ốc này là ốc bươu đen em, ăn có giống ốc bươu vàng không? Nó ăn nó giống ốc bươu vàng anh nhưng mà là ốc bươu đen. Đúng rồi. Rồi bên đội thắng thì chúng ta sẽ có là một cái lẩu gà 388. Rồi cái combo là gà đốt lá trúc nè, cơm chiên với lại gỏi là thêm 350 nữa, là nguyên bộ này là khoảng 700k là ăn được rồi mấy đứa. Thưởng thức nha, review nha. Đầu tiên thì để anh review cho mấy đứa. Cái đùi Hi phạm. Sao anh lớn tụi em nhiều đồ ăn mà. Đúng rồi. Đấy, không anh ăn miếng cũng được, không được. Đây xé ra nè. Trời. Em út. Sao anh? Giòn, béo, chắc thịt. Rồi, hương quá luôn, hương anh Lâm cực kỳ luôn. Ăn gà trước đi. Ý, không mỏ đó Giang. Không. Gà mềm mà ngon á. Nước nữa. Nhức na khép lại. Lên kia chạy nước miếng kìa. Mình ăn á, mình cố gắng mình từng nhìn qua đây mất công là mình ăn rất là ngon phải không? Nè như này cầm ốc lên nè. Ồ con gà này ngon quá. Nó vậy. Rồi tiếp theo là thử cái gỏi nha. Gỏi này sao gỏi lạ quá ta, tao làm bắp cải luôn à. Gỏi được. Ok, quất bên đó. Rồi. Ăn cơm đi chơi chắc bụng chứ ăn mấy ngóc rồi đó. Ủa là chấm này hả? Chấm này là mấy đứa gà chấm này nha. Đây không? Rồi sau khi ăn gà đốt Tà Pạ xong thì kế bên là chúng ta có chùa Tà Pạ các bạn, nằm trên núi, một trong 7 núi Hắc Sơn nha. Ok, lên trải nghiệm. Ở đây có một cái bậc thang khá là chill và phiêu luôn nha các bạn. Cuối cùng chúng ta đã tới được nó khai khiên đường. Rồi sao thấy gì ăn? Thấy mệt. Thấy mệt hả? Dạ. Còn anh thấy ông nội luôn rồi. Mệt quá. Rồi tình hình là do đây mình thấy có mấy cái bậc thang khá là thử thách luôn các bạn, nên mình quyết định là làm một cái thử thách liên quan tới cái khả năng leo bậc thang. Đây mỗi đứa cho một cái ly nước, mỗi đứa một ly thôi nha, không có làm bắt nha. Ôi. Đúng rồi, mỗi đứa chỉ được một ly thôi. Và nhiệm vụ rất là đơn giản, mỗi đứa sẽ cầm một cái ly này và xuống bú ở dưới đất dưới kia, múc đầy nước, sau đó đem lên đây, đổ vào trong cái ca này. Trong vòng 15 phút, team nào đổ được nhiều nước nhất thắng, đơn giản vậy thôi. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, đi từ từ như là Hải Khoa luôn kìa. Game gì kỳ vậy? Và chiến thuật của team của tụi mình đó là có luôn nha mọi người. Đó là sẽ có một người ở giữa núi. Và tụi mình sẽ truyền theo kiểu là mỗi người 50-50 các bạn. Do số thằng Tú nó xích nó bền thì nó sẽ đi 100% núi luôn. Còn mình với thằng Đại sẽ chia 50-50. Ok ha? Ok, ok. Muốn nước thôi đúng không? Yeah, đã tới được khu vực nước đầy luôn. Đi lên thì chắc dễ hơn á. Rồi đầu tiên là đội ba chàng trai miền Tây thì sẽ đổ ly bên phải đi. Đúng rồi. Rồi được phép đi tiếp trong 15 phút mà đi càng nhiều lượng càng tốt. Mình mệt quá. Không biết cái này được uống không ta? Chắc mình uống trước đi, uống lấy trước. Rồi, giờ mới vinh lên. Ba khía đổ ly bên phải nha, ba khía bên phải, miền Tây anh, ba anh em miền Tây bên trái. Sao em? Cái này xem tiếng luôn rồi. Đó. Đưa ly đó cho anh. Ok. Team miền Tây là bên trái, ba khía bên phải. Đúng rồi, em đổ bên trái. Rồi, không mình đó. Không để sót giật nhau. Em đổ về miền Tây bên trái. Được. Ba khía là đội Hào đúng không? Bên kia. Sao? Quá mệt rồi. Đi con vòng rồi. Được. Cái chích đó. Hợp lý em. Cái chích. Còn 1 phút nữa hết giờ nè, lấy túi luôn nè, còn đâu. Em bên phải. Còn 30 giây nữa hết giờ nha. 30 giây nữa hết giờ. Rồi, Hồng Yêu với Tú là chắc là kịp á. 20 giây nữa hết giờ Tú ơi, Tú. 20 giây nữa. 15 giây nữa. Vậy là lượt của Hào là lượt cuối rồi. Rồi né ra luôn em cấp độ á. 8 giây nữa Tú ơi, 8 giây. 5 4 3 2 1 hết giờ. Rồi tình hình là hết giờ rồi và cô An là nó lên không nổi đó bạn. Và bên tay phải là của ba khía. Đội bên trái bây giờ chỉ còn có 2 chàng trai miền Tây thôi. Còn một thằng chàng trai miền Tây dưới kia nó lên hết nổi đó bạn. Và chúng ta sẽ tổng kết xem là ai nhiều hơn nha. Đầu tiên là mình cứ để 2 cái vô gần nha, mình so trước đi. Bên ba khía thì là gần được 800 nữa bạn, mà không gần để gần nha, cũng thấy là gần được 800. Còn bên miền Tây là được có 600 thôi. Rồi, vậy là đội ba khía thẳng nha. Cảm giác sao? Quá vui anh ơi, hết anh em hết mình là anh vui rồi. Đúng rồi. Quá mệt. Vậy cái này nè. Thua các bạn không? Bên em nhả anh ơi. Mình xả ha. Xả. Chứ thắng 2 game rồi chơi thắng nữa mất công không có gì vui anh ơi. Phải thả cho thắng game. Thành quả chính là uống ly cái lượng nước mà đem lên trên núi đi. Đúng là xứng đáng đó, thành quả này xứng đáng. Rồi bên hông chùa Tà Pạ là chúng ta sẽ có một cái con đường tơ lụa là đẹp nhất An Giang các bạn. Con đường tơ lụa của đẹp nhất An Giang này không phải là cái con đường bán tơ lụa mà là một cái con đường mà nó vòng vẹo như là một cái dải tơ các bạn, và hai bên hông có trồng lúa rồi các kiểu nên gọi là con đường tơ lụa, chứ không phải là con đường tơ lụa mà người ta buôn bán dải luôn em nha. Đời hưởng nè. À, xe này đời nhà Minh, xe này của anh tôi. Em nghĩ nó cũng nên tới tuổi đó. Ủa, em nói chị hai chị cái đạp liền á không nè. Hai á. Hai rồi, tay quỳ ngay. Em nghĩ là anh nên chuyển qua đập số với anh nè. Ok cho anh. Rồi ok anh ơi. Đạn bô được anh tôi. Được đúng không? À đạn bô thoải mái luôn hả? Ê. Ôi, đại tôi đạn luôn. Con đường đẹp quá mọi người ơi. Bắt lòng chú Ba kìa. Quá đẹp luôn. Em nhìn thấy mấy quả quá. Nói chung là mùa này là mùa người ta đã gặt hết lúa các bạn, nên là xung quanh là chỉ còn có mấy cây mạ thôi, chứ nếu như mà muốn cái con đường tơ lụa này mà đẹp đó, thì chúng ta sẽ đi vào lúc mà người ta gieo mạ hoặc là lúa chín các bạn, thì nó mới xanh, nó vàng, nó mới đẹp. Cái này nó hơi bị lúa khưa. Nhưng mà nhìn cũng chiêu phết đó mọi người. Đúng rồi, nhưng mà nó cong qua cong lại là cũng khá là ổn đó. Ở đây mình thấy được có cả cây bình bát dây nè, cái lá người ta có thể làm nấu lẩu bình bát, cái hạt lát ngon lắm á, đặc sản á. Còn trái có thể ăn sống được, ăn chín được. Rồi, thử luôn. Trời em thử luôn á. Yeah. Mới leo núi xong nghe mệt người rồi. Tiếp protein. Ăn luôn hẹn nghe rộp luôn. Dạ đúng rồi. Ăn thì nó giống với trái hồng anh, nhưng mà nó hương vị không giống. Ngọt đúng không? Dạ ngọt chua. Đây, bồng nó trắng như vậy nha các bạn. Ok, tụi mình đến địa điểm tiếp theo thôi. Rồi tiếp theo tụi mình đến với điểm là điểm du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư các bạn. Rừng tràm Trà Sư Ecotourism Arena. Kính chào quý khách welcome. Vừa mới vào thì chúng ta thấy ngay là một cái hệ thống máng nước hắc đảo. Đây. Đố em làm sao để có thể lấy nước được từ đây? Thì giờ nước thông minh anh mình để. Sao chứ giờ nước thông minh hả? Giờ nước thông minh để tay nữa. Rồi. Nè anh chỉ cho nè giờ nước này là mình phải vậy nè, phải đẩy người vô, phải cho mình phải đẩy người vô nè có cái cần dưới đây mình phải đẩy vô vậy đó nè, thấy không, cái cần dưới đây nè là mình phải gỡ người vô vậy nó mới ra nước, vô nước không minh. đạp chân vậy nó mới dơ. Đạp chân dơ sao? Đạp chân dơ sao con này. Đó. Rồi, vừa mới vào thì chúng ta thấy có cái thành phố Bồ Câu các bạn. Mua mịch thức ăn Bồ Câu 10k. Đây, thành phố Bồ Câu. Thì chúng ta sẽ có là những cái cây cột có mấy cái nhà Bồ Câu trong đó. Quá trời Bồ Câu luôn. Tú, em vô đó em cho nó ăn thử cho anh coi thử cái Tú. Xuống đó các em gãy ngay chỗ nào mà kìa ha, xuống dưới kia luôn. Đúng rồi. Đó, đúng rồi vậy đó. Đó, nó bay lên kìa. Đẩy nhiều ra, nhiều ra. Nó bay kiểu ha. Con này mập nè. Ê bắt thử con coi được, bắt được luôn. Bắt nhẹ nhẹ, giả bộ vuốt cho nó phê thử coi. Nhưng mà nó bay. Nè, giờ anh vuốt cho nó phê nè. Nó bay. Con này dạng. Nè, giả bộ này mình để trên tay mình dụ đó nè. À, mấy con này không bắt được các bạn ơi. Ok. Nói chung thành phố Bồ Câu thì cho ăn Bồ Câu vậy các bạn. Mà nó hơi nhát tí. Bắt được con anh ơi chắc vô ti. Ôi hả? Bắt được Bồ Câu hiện nè. Wow. Phóng xanh thử coi Tú. Ở bãi nước luôn rồi. Đồ hỡi. Ok, đây chúng ta có cái trải nghiệm là chèo xuồng đi cái gần tràm nha các bạn. Tham quan gần tràm. Và 60k một người. Vậy là xuồng, mỗi xuồng chỉ chở được 3 người thôi. Vậy là mỗi team 3 người, chui vô. Đây là lần đầu mình đi gần tràm Trà Sư nha bạn. Anh nghe nói là ở dưới đây là mình phải hít thở oxy nhiều vô toàn. Là sao hết rồi? Oxy trong lạnh á, tranh thủ hít vô. À đây. Đúng ra phải đem cái bọc đó, mình vô đem về cuốn gói mình về. Chúng ta sẽ đi chèo theo những cái con kênh hay là con sông, hay là sông hay là kênh cô? Đây hả, kinh anh đang lỗi giờ trong rừng. Rồi mình đi vòng mình tham quan mấy cái rừng tràm đúng không cô? Đúng rồi. Mùa này có cò, con nhớ là coi tivi rồi cò nhiều lắm. Có cò vạt nhiều lắm. Là có mấy con cò vậy. Phía trước thì chèo cái dòng sông nó nhỏ nhỏ như vậy các bạn. Đi vòng mình coi cảnh. Đây mình có cái flycam kiểu chạy bằng tay nè các bạn. Lấy flycam mình chất lượng không? Là quay một vòng là giống flycam bay đó. Cầm cái flycam này là cái tay đã lên cơ dữ lắm nha các bạn. Trời ơi cái gì vậy, tay không để làm gì? Tay không để làm gì một phụ chó. Ê từ người ta đang đợi lên chung nè. Thôi qua. Ê đụng ép lên. Ê kẹt xe nha, đi nhanh lên nha. Chèo đấy đi ra nè. Ê anh chèo vậy là sao? Anh bích được, anh bích đường ta liền là sao vậy? Chống cái đó ra, tôi chống chiếc mũi ra anh chơi. Nhóm của mình hiện tại thì đang dẫn đầu nha mọi người. Nói chung là mình thì ngồi hưởng thụ. Có hàng lính nó chèo phụ cô nè, thấy không? Nói chung là mình là đội trưởng mà mọi người. Còn này là đệ. Kế tiếp thì anh chèo thì anh cảm thấy như thế nào, có vui hay là có mệt gì thì không? Vui em, anh được trải nghiệm chèo, anh ngắm cảnh xung quanh nè. Đúng mệt rồi. Không, chắc anh nghĩ là do cô gánh hết rồi. Ủa có con cò mọi người. Cò ma là cò gì cô? Cò ma là nó ốm như cò ma. Hả? Trời hay chạy. Tọt lên. Chèo thì cái mình đi ngắm cảnh, ngắm lục bình với ngắm bèo. Với ngắm cây hết rồi. Chưa chắc là hết đâu. Rồi tiếp theo chúng ta có cầu tre Vạn Bước, có xác lập kỷ lục đấy các bạn ơi. Công ty cổ phần du lịch An Giang cầu tre Vạn Bước xếp lập kỷ lục Cầu te trong rừng tràm dài nhất Việt Nam các bạn. Cầu te trong rừng tràm, kỷ lục Việt Nam. Và cầu te thì chúng ta trong đây vô trải nghiệm cầu tre. Vạn mướn là mình đi là 1 vạn. 1 vạn là bao nhiêu? 1.000. 1 vạn là bao nhiêu? 1 vạn là bao nhiêu? 1 vạn là 10.000 bước. Đó, đúng 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 nè. Lắc. Hay á, hay á. 1 vạn là 10.000. Là cầu tre này đi 10.000 bước mới hết cái cầu tre này. Mình là từng là 30 năm là bồi bàn. Này bưng như con bữa bưng 1 tay luôn. Nói chung là cầu tre thì mình sẽ như vậy các bạn ơi, cứ đi cọt kẹt như vậy. Và nãy đội nào chiến thắng gót nước? Anh Ba Khía ở đây. Đội Ba Khía nè, đội chiến thắng đứng đây đi, đội chiến thắng đứng đây đi. Còn đội Hua đứng bên đây, hai bên chia phe. Đây là món ở trong đây bán luôn các bạn, đó chính là gỏi sầu đâu. Ngon ngon. Đây đây đây. Anh Tú biết sầu đâu Tú? Kèm miếng cá mới biết ăn anh ạ. Tú gì cũng biết rồi đúng không? Trời ơi, dù em hua nhưng mà anh cho em trải nghiệm luôn. Nãy em đứng bên phe bên kia em thèm đúng không? Ăn không ăn? Thôi. Ăn cái lá vô, đừng để nó rớt. Cái lá này dạ lá là sao? Thôi dạ gái luôn kìa. Gì vậy? Cái gọi đặc sản người ta mà. Quen mang quá vậy anh. Nè, tiếp theo là đây. Em thử chứ. Em cũng thử hả? Em hua em cũng thử nữa. Dạ dạ. Để phải ăn với cái này mới biết là gỏi sầu đâu là như thế nào. Ghé lên. Nó tơi luôn á. Trời ơi, nó đắng vậy á. Tơi luôn á. Không được rồi. Hép lực quá. Nè, đã đây nè. Rồi nè, cầm trải nghiệm luôn đi. Đó, và đứa chiến thắng là được ăn cái món đặc sản. Trải nghiệm cá được. Gọi cá sầu đâu. Nói chứ em cũng phải muốn thử sầu đâu anh ơi. Cháu đi bắp vô, gấp nhiều nó đỡ đắng. Ăn cái lá vô toàn. Trải nghiệm về An Giang có 1 lần à. Sao? Bạn nào ăn sầu đâu chưa? Dạ chưa luôn, ăn nói sầu đâu mình phải trải nghiệm có 1 lần thôi chứ mình đi có 1 lần à. Wow. Này bạn ra này, dân An Giang nè bạn, ăn lá sầu đâu nè. Gia diễn lá sầu đâu ra nó sẽ có một cái vị đắng. Hơi đắng nhẹ. Đắng nhẹ từ từ. Nó bám vào lưỡi nữa, nó bám vào miệng. Rồi lúc anh có từng thử hết anh ăn lá sầu đâu á. Cả ngày cái lượng vẫn đắng luôn. Nó đắng cái lượng cả ngày luôn. Dạ. Rồi tình hình là 6 giờ chiều các bạn ơi, hết giờ rồi. Còn khu này nữa thì mình chắc ráng review chỗ này nữa. Chúng ta sẽ có là một cái cây cầu lát, rồi một cái chạy xe đạp qua bên kia mà chạy xe đạp này chắc hơi bất khả thi. Rồi cầu gỗ nữa nè. Có cả chèo húng nữa. Cái này là sẽ đi thiệt là nhiều người lắc qua lắc lại các bạn, cái té xong cái tùm. Mà thôi mà trễ quá rồi, tối quá rồi, chắc là sẽ chơi một cái môn chèo húng nha. Rồi ok, hai đội nè, sẵn sàng rồi chưa? Cái vòng này rất là quan trọng, vòng này chính là vòng ăn tối. Ai chỉ ăn cái vòng này là được ăn tối nha. Chứ cái vòng mà nãy gót nước á là được ăn món gỏi sầu đâu thôi á. Ok chưa? Vòng này vòng ăn tối nha, quan trọng lắm nha. Mỗi bên là sẽ có một cái thiệt húng, ai chèo tới đằng cái chạm cái tay vào cái góc bên đây nè của đằng kia là thắng. Chạm tay nha, phải chạm tay vô nha. Đúng rồi, góc xéo này nè, nói chung là chạm tay vô là thắng. Ok không? Ok nè. 3, 2, 1. Bắt đầu. Chạm nhanh đó. Rồi hả? Chèo chuyên nghiệp vậy? Ôi à! Wow! Nó chèo nhanh chưa hả? Xong rồi. Đúng rồi, đi ra ngoài, ra giữa đúng rồi. Chắc còn chơi được ơi, ăn nó chắc trúng dưới suối luôn kìa, quá thông minh. Đi ngoài coi vòng vòng em ơi, vòng vòng. Ra ngoài vòng luôn rồi. Chèo. Quay bên kia kìa, quay bên giữa. Quay vòng vòng lại nhở. Quay này, quay đúng tiếng luôn, quay vòng vòng kìa. Rồi bên kia chiến thắng rồi, Sao ăn? Sao vô ạ? Chèo lần đầu tiên chèo sao em? Cảm giác đồng đội từ từ thôi, em kêu đồng đội từ từ thôi. Đến từ nó. Vô. Rồi cái gọi là tạp. Dạ. Ok, bây giờ. Rồi sau khi chèo thì khủng xong thì chúng ta đã có kết quả của đội thắng là 3 bé bên đây và đội thua là 7 bên đây. Và hiện tại là tụi mình đã di chuyển đến Tịnh Biên các bạn. Ở đây có một cái món đặc sản. Đây. Lẩu bò kiến vàng. Lên lửa đi mấy đứa, lửa nóng lên chút cho sôi. Ở đây là chúng ta sẽ có là trứng kiến vàng các bạn. Cái kiểu là nấu làm nước lẩu. Còn phía bên đây thì chúng ta sẽ có là bò leo núi. Để mình giới thiệu cái món là bò leo núi nha. Đây là trứng các bạn, mình sẽ quậy trứng lên như nè, quậy trứng với là bò. Đó, cái mình kiểu dạng vậy á, cái mình sẽ cho nó leo lên cái này nè. Đó, leo lên. Đó, leo lên, nó cho leo đi Hào. Ok, đấy em. Bơ vô Hào yêu ơi. Đó, tét bơ đừng quên. À, tét bơ sẽ cho nó leo. Còn phía bên đây thì chúng ta sẽ có lương sả nha các bạn. Wow. Để mình biểu diễn bên đội hắn trước đi. Lương sả này thì chúng ta sẽ có thịt lương sả được các kiểu và ăn kèm sẽ là hành nè. Với lại gạo ôm. Đó. Và có thêm một món đặc sản riêng nữa là món bò xào trứng kiến vàng các bạn. Bò đậu phộng rồi rau găm đồ các kiểu và xào với lại trứng kiến vàng. Mình thử thị phạm một miếng review luôn nha. Mặn ngọt thơm rau. Không nghe trứng kiến vàng hết. Nếu mà xào kiến vàng, ăn kiến vàng để bổ sung vitamin kiến, protein đồ. Em mới biết có cái vitamin đó. Cái bên đây thì chúng ta sẽ ăn kèm cái bò leo núi thì chúng ta sẽ ăn kèm mấy cái rau này nè, đó, rau cải các kiểu. Để nó dưới đây, cho nó dưới núi. Còn bò thì trên núi. Lẩu kiến vàng. Lẩu này thì nấu thịt bò, thịt gà, thịt vịt rồi các bạn. Cái này thì hiện tại là lẩu thịt vịt nha. Thử cái Toàn. Trời ơi. Dạ. Dịch đi tập tả. Anh tối chưa mình ăn ít ra không rung nè, không chưa vẫn được ăn mà hơi rung tiếng. Dạ. Thịt vịt cũng dai ha. Mà ngon đó, thơm xả. Thơm hả? Thơm. Có nghe kiến vàng không? Không anh nghe xả không à. Ồ. Rồi, trải nghiệm thử bò leo núi cái Hào. Để em anh ơi, sáng giờ đói lắm rồi. Nó xuống núi rồi này, nó bò xuống núi rồi. Rồi thêm Hào không biết gấp đũa nữa rồi. Đây. À bị đói để anh đây rồi em chén nọ rồi bút ăn đi. Nó bị gung rồi. Một cả. Từ từ thôi mà. Sao? Nó có độ dai medium rare. Nước lẩu thì sao? Vừa phải luôn. Nước lẩu ngọt một tí nè, ngon lắm. Rồi tiếp theo là lương sả, review luôn bạn. Thử cục thịt lương coi vừa ăn không? Đó. Bỏ vô chén. Từ từ nha, nóng nha. Ngon béo. Ngon béo hả? Dạ. Mình thì không biết ăn lương các bạn ơi. Chắc không review được rồi. Ok mấy đứa cứ ăn tự nhiên như nhà ha. Okay. Chúng ta đến với đội chèo thuyền quay vòng. Dạ, sau khi tụi em nhả cái trận đó thì tụi em đổi cái tên luôn rồi. Bộ ba Tam Quốc An Giang. Em là Ân Bị. Em là Đại Phi. Tú Vũ. Cái gì vậy? Đại Vũ. Anh à. Rồi, lẩu của tụi mình cũng đã sôi rồi, nó nóng quá. Bên thua vẫn được ăn đặc sản. Nóng á. Wow. Để vào bàn luôn. Dạ rồi. Đó chính là món lẩu bò kiến vàng mà có 3 loại topping: thịt gà, thịt vịt với là thịt bò. Mấy đứa được topping thứ 4, đó chính là topping kiến vàng. À, đây là thịt vịt nè em. Nè. Bạn thấy gì đây ăn chứ không đủ đâu đúng không? Đây thịt bò nè. Đây anh cho mấy đứa thêm chén kiến vàng nè. Ôi, ăn luôn mình. Trứng kiến vàng nha bạn. Rảy vô đây vậy nè. Vậy tốt em nói là anh cứ đổ đi, đừng dừng lại. Đúng rồi, chén phải sạch nha, không định dư tôi kiến nha. Rồi bỏ rau vô nè. Bỏ rau. Thôi đừng bỏ rau, mình ăn không trước đi, mình trải nghiệm đi anh. Này bún. Đúng rồi, chia bún ra. Rồi, chan nè. Sốt lẩu kiến vàng nè, ăn nè full top beta rồi. Cảm tạ đại huynh. Nãy giờ chắc có 1000 con rồi đó. Được rồi, giữ dữ ra giường cho bạn chứ. Cái anh ăn phi này một, mốt hết kiến cho đại gì ta, đại bỉ, đại phi. Ủa còn đây là tú vũ à, tú bị vũ. Cái con ếch nè đó, từ từ nữa mấy con nè. Rồi ba anh em cùng đăng ly tao phải cụm nhau đăng ly. Dòng này là dòng cuối rồi nên bún là review thoải mái ha. Trứng kiến vàng thì cứ ăn không thiếu thì ăn không đủ thì cứ kêu anh nè. Đâu có gì ngoài trứng kiến vàng hết á. Nước lẩu có được review không ạ? Được luôn, ăn thoải mái đi. Kiến vàng là thoải mái nha mấy đứa nè. Tao ba anh em nè, năng ly đi. Rồi, năng ly nè. 3 2 1 vô. Không hả nha. Ăn xong đập cái chén luôn. Con kiến vàng có ăn được không vậy? Được. Ê! Dính nha. Ăn thử đi. Bây giờ ăn nó không có bị chua chua cái gì mà nghe nó ngọt anh, hình như nước lẩu nó áp luôn rồi. Ngon á. Dạ. Thử anh. Vậy mốt về xem hường ăn bi. Ăn bị kìa. Mốt về phải kêu đây ta lu lâm ở đây ta còn chưa sợ nữa. Lu lâm là ăn. Lu âu. Lu bị nó lu âm lu lâm. Mình nó dính nha. Ơi nó chua ngọt mặn. Đó. Nó chua kiến vàng không biết phải không nữa nhưng mà được nha bạn, ngon á, lẩu này ngon á. Kiến vàng thì kiến nhai nó. Mấy bạn về An Giang nhớ thử là lẩu đặc sản nha bạn. Lẩu đặc sản lẩu kiến vàng có 3 loại topping: vịt, gà và bò. Mấy đứa đang được loại topping thứ 4, lẩu topping full kiến vàng. Được không? Quả được luôn á. Còn mấy này sao không ăn lẩu kiến vàng mà toàn ăn bò lem đuối không à? Bò ngon hơn đây. Bò ngon anh này. Bò ngon hả? Bò leo núi ngon hả? Dạ, bò leo núi dính lắm anh. Rồi xong hồi thì bên anh em ba khía là đã hoàn thành. Toàn là muốn bò nướng kiến vàng này ngon hết rồi. Ngon rồi. Ăn mà sặc luôn. Còn ba anh em kết với Nghĩa Vườn Đào, Đại Dụ, ăn bị tú đội gì đồ các kiểu là cũng đã hoàn thành mấy dĩa bún. 2 dĩa anh rồi. 2 dĩa bún rồi kêu thêm nước lẩu luôn. Dạ. Wow. Ok, nói chung là xong rồi, chúng ta di chuyển đến thử thách tiếp theo nha. Rồi, tình hình là 9 giờ tối bạn ơi, tới giờ ngủ rồi. Và tụi mình tìm được một khu glamping nè, Xà Tón Garden. Trong đây là có BBQ, có cà phê, có cả cắm trại luôn các bạn. Rất là sang chảnh luôn. Cắm trại ạ. Vô con hết mà, cái nào có hết nó vô. Ăn BBQ à. Đây bên đây là khu cắm trại nè, lều trại các kiểu. Rồi phía bên đây chúng ta có cà phê rồi có tấm tăng hoa sen rồi, nhìn khá là giống mình ở cắm trại Đà Lạt đấy. Có búp bê sen. Rồi. Có bartender nữa kìa. Có bartender nữa hả? Ngon luôn rồi, chút đứa nào mà chơi hua hoặc là đói quá thì có thể bỏ tiền túi ra chơi ha. Anh không có tài trợ, Ok, mấy đứa theo anh là lên cái hua ngồi đây hóng gió về có người yêu. Có em. Đây là hua VIP đó nha. Đây ở chữ đó kìa. Về đây hóng gió là có người yêu. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có là một cái tấm tăng, 3 cột hoa sen các bạn. Gió là hỏi lồng không gió nữa. Ok, tụi mình chuẩn bị chơi thử thách nha. Và tụi mình đã set up xong được một cái game mà rất là hot trên top của mấy anh Trung Quốc nha bạn. Cái game mà gọi là ngậm con gà vô trong miệng rồi đeo con gà vô trong chân ấy. Cái cầm cái roi đi quýnh cái hỏi te các bạn. Và bây giờ là mình sẽ chơi phiên bản đề hạt thử coi sẽ như thế nào. Là bây giờ anh sẽ làm hót, anh sẽ bịt bát. Sau đó bắt đầu anh không thấy được, anh quýnh đại, cứ quýnh trúng đứa nào một cái pat. Bây giờ tụi mình sẽ chơi là 10 phút với bạn. Và trong 10 phút đó, team nào có số lượng bị quýnh nhiều nhất thì đội đó thua. Ok. Đơn giản vậy thôi. Cứ mỗi lần quýnh cái là cộng 1 ở đầu em, quýnh cái cộng 1. Vậy ha, ok không? Chuẩn bị chơi nha, bấm giờ cho anh nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Mấy này làm đứng tại gì trời, tán gái đó mày, An Giang đó mày. Ghét mà bật ra. Kêu hả? Kêu hả? Kêu hả? Mày chơi mày kêu vậy mày? Đúng, 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 đúng. Chạy qua phải á, chạy qua. Đúng rồi, cứ thẳng thế. Đi, lại, lại. Chạy cứu hả? Cướp quý. Hào, 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 hào. Hết giờ, hết giờ. Mệt quá, mệt quá, mệt quá. Đuối quá. Tổng kết rồi. Sau 10 phút bịt mắt đập mà cũng chết các bạn, người đập nghe muốn mệt hơn người bị đập nữa. Kết quả là chúng ta có điểm số từng người nè, ở từng đầu từng hàng là đều có cái số điểm bị quên. Mọi người cộng giúp cái coi. Bây giờ là bắt đầu xuống dưới đó là bắt đầu tổng kết. Giấu như vậy tụi nó mới bất ngờ, đúng không? Dạ, đúng. Đây xuống dưới theo anh, xuống dưới còn bất ngờ nữa. Rồi tình hình là do Xà Tón Garden là có dịch vụ BBQ, đồ ăn rồi các kiểu bạn. Và bên đây có cái món đặc sản là lẩu gà hơ mông. Cho bọn đôi đũa ra. Trong này có con gà, gà ác màu đen nè. Đây thịt đen khui đó bạn. Wow. Lẩu gà hơ mông. Rồi lên lửa luôn ăn ơi. Có luôn anh. Lên lửa giúp anh đi. Rồi tiếp theo là phía bên đây thì chúng ta sẽ có là bò nướng gói Xà Tón nha bạn. Đó mình sẽ chế dầu lên cái miếng gói nè. Đó. Chưa gấp cái này em. Sau đó gấp miếng thịt bò. Để lên đây. Đó. Từ từ do cái bếp này nó chạy không, mình lấy cái chén mình hứng nào. Đó, đó thấy không? Thấy không? Hứng cái dầu chạy ra. Đó. Đó. Đó, Tú canh cho anh này nha. Rồi phía đây thì chúng ta có khoai môn chiên nước mắm, gỏi khô cá sặc, gà nướng, cơm lam, Xà Tón. Nói chung là quán đây Xà Tón thì mấy món có thêm chữ Xà Tón vô là món đặc trưng của quán các bạn. Và chúng ta bắt đầu cộng điểm. Nãy giờ mọi người cũng cộng giúp rồi đúng không? Chúng ta sẽ có điểm là chúng ta sẽ có điểm như sau. Đầu tiên là An là bị đập có 2 cái à. Ghê hả? Rồi Đại bị đập 41 cái. Cái gì? Bao nhiêu chứ? 41. 41 cái ạ. À? Đúng rồi. Tú 20 cái. Là cộng lại là được 63 cái. Tiếp theo là bạn Tình bị đập 12 cái. Bạn Toàn bị đập 49 cái. Xong gắn cái nữa cho chẳng 50 không? Thôi ăn sao được. Là 12 cộng với lại 49 là được 61. Và Hào bị đập 7 cái cộng lại là được 68. Và bên kia là 63. Đã về ta mất ba dừng tay miền Tây. Gì hả? Chúng tôi là Tam Quốc Chí An Giang. Mấy cái mà đập mà nó cứ sợt gió hay đập nhẹ nhẹ cái kiểu là không tính, như nào mà đập bạch được cái kiểu đó, nhưng mình biết tính nha bạn. Và kết quả là 68 vs 63 nên đội ăn chiến thắng, được phép ăn hết nguyên cái bàn này. Và sáng giờ tụi mình có tất cả là 5 thử thách bạn. Thử thách đầu tiên là mua đồ ở chợ Châu Đốc, đội 3 anh em Diễn Nghĩa thắng được 1 điểm. Vòng 2 là bắt cá bắt chuột và 3 anh em Diễn Nghĩa là Tuổi Xì thắng được thêm điểm nữa là 2 điểm. Vòng 3 là rót nước lên chùa thì đội 3 anh em Ba Khía thắng được 1 điểm là tỷ số là 2-1. Rồi vòng 4 là chèo Hiền Húng thì đội Ba Khía lại thắng tiếp là 2-2. Và cái game hướng nam chính là game bịt mắt đập gà. Kết quả là đội mấy em thắng được 1 điểm và tỷ số là 3-2. Và mấy đứa hô thêm 1 cái nữa là biết hiểu rồi. Ra đây nè. Ở đây chúng ta có nè 1 tấm chiếu manh nè, 1 đống tấm bạc, Có cả ngan mũi nè, rồi có cả điều ước que diêm nữa, quá đã. Phía bên đây mình có một cái khu cà phê cabin rồi rất là chill nè, gió hỏi rồi vi vu. Và ba đứa dịch vụ rất là đơn giản, sử dụng chiếu bàn đâu cái kiểu và lấy bàn ghế gì đó ship lên thành một cái căn liều sinh tồn. Và đêm nay trải nghiệm cắm trại sinh tồn. Còn đội hắn thì sẽ được, cái đội hắn là đội An các bạn, đội trong quán diễn nghĩa thì sẽ được ngủ trong lều. Vậy là nó hắn tính ra là hắn dòng cuối là hắn được hai cái luôn, vừa ăn mà vừa ngủ liều luôn á. Bây giờ là hắn dòng cuối thôi. Bây giờ hắn dòng cuối thôi đúng không? Đúng rồi. Ok. Hắn dòng kia. Rồi vậy đi xuống dưới, hô xuống dưới. Rồi đầu tiên thì ba anh em tụi mình quyết định là lấy mấy cái bàn xếp lại với lại ghế các bạn, che gió nè các bạn. Nó tối gió nó không có vô các bạn. Ở trên đây á, thì nó có cái cây dù nè các bạn, nên là mình sẽ không có cần lấy cái tấm bạc mình che ở trên các bạn. Cái tấm bạc này á, là anh em mình sẽ để dành để tối nay nếu mà trời lạnh á, là ba mình đắp chung hết Toàn. Anh em mình là ngủ liều nhiều rồi đúng không Toàn? Lâu lâu lên đây là mình phải ra ngoài mình nằm chứ lẽ tối mình vô liều bít bụng đúng không? Đúng đúng. Hợp lý luôn. Quá xuất sắc luôn. Ok em trai. Sau khi sắp xếp xong thì ba anh em mình sẽ nằm test thử luôn nha các bạn ơi. Im cái lưng quá. Một mũi. Hồi sáng giờ chạy quá trời nằm phát chắc ngủ luôn Toàn. Rồi tụi mình đi ngủ nha các bạn ơi. Chúc các bạn một ngày vui. Nè chính rồi nè, chính rồi nè, trải nghiệm thử coi bò nướng Xà Tón em. Em ăn ngon lắm anh. Em ăn chưa? Em ăn rồi. Ủa em chưa ăn? Ăn đợi. Review. Cái này khui sao? Gió hỏi đồ đá với ta. Còn đây là rượu Thanh Long. Em chả biết khui sao. Đây. Đây anh là dân Bình Thuận á em. Đây để em cầm cái miếng chanh. Cái chai rượu Thanh Long này bên trong nó có cái nút bàn ăn ơi, mình phải sử dụng cái dụng cụ đặc chế. Này nè, cho nó hết bằng. Xoay nè, đó, xoay vô, khoan cái lỗ đó. Wow. Có mình cứ mình dặn cái này hai cái càng này nó dở lên xong rồi mình kéo cái càng này xuống. Đó, vậy thôi, em dễ không? Rồi anh làm gót rượu luôn, anh làm gót. Đây. Cái cách này là Tam Quốc nha, theo kiểu Tam Quốc nha. Có kia Tam Quốc hả? Dạ đúng rồi. Vừa nhà hàng năm sao mà vừa Tam Quốc nữa. Dạ đúng. Không sao, khách hàng là thượng đế mà. Đấy. Ôi lâu xin lỗi. Lại vậy mới đúng vậy đúng rồi. Vậy. Chỉ với một khóa hồi trước rồi mà. Đó. Thời khói nó bốc lên kìa. Rồi ngủ Thanh Long. Vô. Tao quốc chí rồi. 14% cồn. Ê. Cay nha. 14% cồn. Sặc luôn á. Ê tụi nó trái cây ta. Em uống một hơi luôn. Ngon ơi. Ngon đúng không? Ổn nha mọi người, dạ, rất là ngon luôn á. Rất là ngon luôn. Em nghĩ có mình Tú uống được anh à. Em thấy nãy nhậu dữ lắm. Rồi review gù cơm cái gì lẩu gà hơi bông em. Ồ, em sẽ ăn cái phần đùi vậy. Là cái đuổi hả? Không. Cái đầu. Cái đầu đó nè. Cái đầu phần ngon nhất phải dường cho Đại Phi uống. Đại Phi ăn. Em đem kiếm phần mình ra. Thôi từ từ đến kiếm cái gì nó cắn cái ra. Đây. Hello anh. Oh hello Kitty. Ở đâu đây hả? Wow. Ghê à. Sao biết anh đây hả? Có gì đây? Vàng dòng châu báu gì vậy? Rồi em có vàng đeo đó anh thấy không? Kem trộn. Ồ ghê à. Em là con gái miền Tây hả? Sao em biết anh đây là đây kiếm? Tụi em vượt qua 83 kiếp nạn tới đây à. Chắc là có tình báo hay gì chứ sao mà trùng hợp vậy được. Hồi nãy em có nghe là chị này có nhắn tin với anh Hào Thông Đồng á anh. Nên Hào em tới được đây nè. Vô nhậu anh thoải mái lắm, vô nhậu vô đi. Rồi. Hôm nay anh làm phục vụ. Lên lấy ly á. Cái này. Em không tin tưởng anh cầm hả trời ơi nè, tao cầm 30 năm tao làm bồi bàn rồi. Nè. Trời ơi. Vô. 100% nha. Nhiều lên. Ta cũng bà đấy 100% hiện kìa. 14% còn 100%. Chị bà. Này là rượu Thanh Long. Ở mấy gỡ. Gà thoải mái đi, không sao đâu. Dạ. Đội mấy em anh thoải mái đó, cho thoải mái luôn á. Vậy tụi em tới vừa kịp lúc ăn luôn hả anh? Đúng rồi. Wow. Ăn. Rồi hồi nãy em ăn được có một tô cơm với một miếng trứng thôi. Ủa mà mấy em quay mô tiếp gì vậy? Là 2 triệu với lại 200k ạ. Thử hết đi chơi 2 triệu với 200k. Dạ. 2 triệu hay 200k? Đương nhiên là em 200k. Em 200k mà em đeo vàng quá trời là sao? Dạ cái này là được cho thôi. Đây nè, được phát cho. Oh my god, là em 2 triệu. Dạ. 200k. Dạ. 200k mà lại ở đây chỗ đầu ngủ em. Thì em đang tính qua đây xin kể anh vài chỗ ngủ, không biết là dạ. Anh có cho em một chỗ ngủ không ta? Rồi rồi, đúng bài, anh thích rồi. Anh có chỗ ngủ cho em luôn, còn em 2 triệu cần chỗ ngủ không? Dạ không ạ, em có chỗ ngủ rồi. 2 triệu là mướn liền cũng được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là em cần chỗ ngủ hả? Đây đây, theo anh dắt đi, đi. Ở chỗ nó cũng... ăn xong đi. Hawaii Minute Tell. Rồi ăn xong chưa em, xong chưa? Lên xong rồi. Ok, kẹt rồi, đi theo anh, đi anh dắt xuống ngủ nè. Đi. Ở dưới này có cái hồ cắm trại chiều lắm em. Vậy hả? Ừ, cà phê camping mà. Nè, có nguyên một cái khu nghỉ dưỡng dành cho người vô gia cư đó. Hello Kitty. Hello. Đã không? Lo đi em, có đi đâu mà mặc đơn lên tội nghiệp vậy? Nói chung là anh xin anh chủ là cho phép người vô gia cư là ngủ khu này, chứ bình thường là không có được đâu. Ta phải mướn liều của tên kia kìa. Anh là đặt cách á. Là bây giờ mình sẽ xây cái khu này bự ra, rồi ngăn cách ra cho bé Uyên vô ngủ ha. Rồi ok, sau một hồi sắp xếp thì mình xếp được như vậy các bạn. Ba bé được rửa bên đây, bé nữ ở bên đây. Nói chung là có camera đâu các kiểu, và trong đám mình là công ty mình là an toàn đó các bạn, không có chuyện mà bậy bạ đâu, nên em an tâm ngủ không sao đâu em. Anh đi bảo kê, em bị thằng nào mà nó bu vô mà nó phá em, cái em nói với anh thì anh có chuyện lồng heo ngoài kia. Okay. Rồi ba anh em tam quốc diễn nghĩa là ok chưa? Dạ rồi, xong rồi. Cạn ly cái luôn đi rồi đi ra dắt đi ngủ nè. Cái uống trà đá rồi anh ơi. Vô. Sao tự nhiên có thêm bé nữa, tam quốc diễn nghĩa vậy thành 4 luôn rồi. Giờ lên tứ anh ơi. Em có đi ngủ chưa? Dạ, em đang ngồi ăn mà anh. À, thôi ba này đi lẹ với đứa, đi ba đem đi. Wow, đây cảnh chiều đó các bạn ơi, cái cây gì không biết luôn nè. À, đây ngủ cà phê. Cây vàng anh. Wow. Liều mấy đứa là sẽ phía bên đây. Đây liều mấy đứa là liều này nè. Đây có một cái, anh ơi, có một cái view kìa. Đây có view khá là ổn luôn nha các bạn. Đây, nhìn từ trên cao xuống chúng ta sẽ thấy được là ba chàng Ngự Lâm Quân với lại cô bé Bất Hạnh. À, cô bé Bác Diêm. À. Hello. Hello. Ngủ đi. Rồi chào bạn số 10 nha. À, có Giang Mũi với lại Hột Bạc Diêm luôn em. Chút nữa có gì chạc Bạc Diêm nha. Đừng bán Diêm nha, chạc thôi. Rồi mở đây đi. Wow. Tém mà nhìn quay thử cái coi, tém mà quay coi. Tém bên đây bay, tém bên đây. Hiểu con tém rồi. Đây. Đó rồi, cameraman đi vô đó nè. Nói chung là cũng khá là giống cắm trại bình thường của tụi mình. Bạn sẽ có có máy lạnh nữa. Rồi liệu có máy lạnh nữa, ngon lành. Trời, cắn nha. Ồ, có máy lạnh, có tủ đồ, rồi có giường, rồi có niệm rồi, trời ơi. Rồi ngủ mấy đứa, ngủ đi. Trời, một ngày mệt mỏi. Ngủ. Dạ anh chắc cũng ké mấy đứa luôn quá. 4 người đúng không? Chỗ này 4 người đúng không? Không. Ngon lành. Ok. Nói chung là mệt mỏi quá mọi người. Bật máy lạnh lên mấy đứa. Ôi lạnh lên. Ô, có máy lạnh luôn. Ngon rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Rồi, không đủ chỗ cho anh cameraman đâu. Cameraman thì ngủ ngay cái tấm tròn dưới chân kìa. Đó, sao? Đúng rồi. Cuộn lại mới ngủ được nha. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Chúc cameraman cuộn tròn ngủ ngon. Rồi, tới sáng các bạn ơi. Cả ngày đi vòng vòng đi chơi, tối ngủ phơi lắm, nằm cái ngủ liền luôn à. Vậy hả? Vậy ở đây ngủ cái được có máy lạnh nữa bạn, chứ Việt Nam mình ngủ lạnh lật lắm. Có máy lạnh cũng ok lắm nha. Bây giờ đi kêu mấy con cu kia dậy nữa đi chơi tiếp nha các bạn. Dẹp đồ mấy đứa, dậy make up mấy đứa, xuống coi mấy con cụ sao rồi vậy các bạn. Ở đây được cái có cái view hồ gì nè các bạn ơi. Xong cái hồ gì nè. Ở trên núi đó là cái hồ Tà Bạ. Cái mà hồi trưa này tụi mình review các bạn. Wow, đốt nhang quá trời luôn á, mũi dữ lắm cái gì nè. Nhang còn cháy luôn nè. Hello. Tối ngủ ngon quý vị. Hả? Có mũi không? Trời ơi. Thấy nghe quá trời là biết rồi. Thôi cũng ngon à, vậy thì vậy thôi. Đi. Tới giờ di chuyển địa điểm tiếp theo rồi nè. Mình ngủ nhiều cũng vậy à, ngủ nhiều quá nó ngon lắm. Và đây, tụi mình đã di chuyển được tới cánh đồng hốt nốt của tỉnh Biên các bạn. Ở đây là đồng lúa là bao la bát ngát và có rất là nhiều những cái cây hốt nốt luôn. Và hốt nốt đây là hốt nốt tự mọc ngoan dại các bạn. Người dân ai muốn hái, muốn chặt gì đó là hên xui rồi, được thoải mái luôn các bạn. Và ở đây là mình có nhờ một anh Chiên lấy mặt hốt nốt nè, với lại hái hốt nốt xuống review cho mọi người xem. Ủa sao em lờ đờ ải quá Toàn? Tối qua em ngủ không ngon anh. Tại sao không ngon? Đầu tiên là khoảng từ 12 giờ tới khoảng 4 giờ sáng là chị Uyên kêu luôn hả? Đúng rồi, kêu tới 4 giờ sáng, sau đó là từ 4 giờ sáng tới 6 giờ sáng là anh Hào kêu. Đúng hả? Cứ hai người cứ liên tục qua lại nha. Là anh thấy là con Uyên là bên trái em, còn Hào bên phải em. Hai người nằm ở giữa em luôn. Combo. Và đây anh Johnny, mình sẽ leo lên hái mặt hốt nốt anh. Anh Thị Phạm anh leo thử cho tụi em coi thử coi là lấy mặt hốt nốt như thế nào nha. Là anh bám vô mấy cái cây tre đó các bạn. Wow. Anh nói là anh đeo một cây này có đu bom, hai cây còn lại anh à. Cái vậy? Cưa cây này đeo cây bên hả? Dạ. Wow. Vậy là phải lấy lai cam bay thử rồi chứ đây mình đâu có leo lên được đâu, mình leo lên mình không chuyên môn, mình leo là mình tỷ lệ là mình xuống đất nằm lắm á. Nói chung là ảnh là chuyên gia nha các bạn không nên thử nha. Ảnh bám vô mấy cái cây tre như vậy nè, leo lên. Lúc anh còn biểu diễn là đi từ cây này qua cây bên đây luôn nè. Ảnh sẽ leo lên trên cây hốt nốt, sau đó dẹt mấy cái bông hốt nốt các bạn, rồi cắm mấy cái bình vô và nó sẽ chảy cái mặt vô trong cái bình nha. Ủa anh leo qua rồi hả? Leo à, leo từ nhánh cái lá này qua lá bên kia hả? Ồ, có cây bắt ngang hai cây hốt nốt các bạn. Cảnh đi qua như cây cầu vậy. Bây giờ ảnh sẽ thả mấy cái hũ mặt hoa hút nốt xuống nha. Ảnh thả mặt xuống đây mấy bạn ơi. Cái đây là mặt này là ảnh hứng từ hôm qua. Cái bây giờ ảnh mới lên là ảnh hứng mấy cái mặt mới nha. Còn mặt này là mặt hôm qua tới nào giờ nó nhiễu xuống nè. Có kiến nữa, có mặt nó có kiến nữa nè các bạn ơi. Mấy con kiến nó vô chết luôn rồi. Ê, nó còn bơi luôn nè, lại đây coi nè, nó còn bơi luôn nè. Cái con này nè, nó còn bơi luôn nè. Ngon á, cho em chụp đó nha. Trời ơi. Nè, anh em mình chén cù đào mà có con chén rồi, em uống trước đi. Thôi để em uống trước. Để các bạn. Trời ngon vậy? Ngon sao? Các bạn biết không? Cái nước nó ngọt ngọt. Nó rất là thơm luôn. Nè, để anh làm review food review cho em coi nè. Thử đi, uống hết luôn nè. Chắc là ngon vãi. Nó sẽ ngọt như mặt vậy á. Ngọt, nhưng mà nó không có ngọt gắt nha, ngọt lợ á. Và nó thơm. Đã lắm thiệt, thử đi, ngon, con tuyệt vời luôn á. Chứ vậy? Được không, ổn không? Nó ngọt, ngắt luôn á. Gì ngọt gắt đâu? Ngọt ngắt luôn mà. Này miệng nó bị sao á, ngọt gắt là ngọt mặt ong, còn ngọt này là ngọt thanh đúng không? Ừ. Ngọt thanh mà. Đây là ngọt thanh. Đúng vô. Ngọt thanh đúng không? Đâu gắt họng đâu. Ngọt gắt. Okay. Nó ngọt quá lên. Nhưng mà rất là thơm. Đúng rồi, thơm thiệt, thơm thiệt. Thì anh cầm nguyên hũ uống cho mấy đứa coi luôn chứ có gắt đâu. Ngọt gắt là mình uống vô á là nó sẽ bám cái lưỡi mình lại. Nó chỉ là ngọt thanh y như là uống sâm vậy đó. Uống nước sâm vậy. Ngon quá anh ơi, chờ em thêm miếng. Nó ngọt giống đường phèn á. Đúng rồi, giống đường phèn, giống nước sâm vậy các bạn. Good nha, được lắm nha. Đã lắm á, đã lắm. Rồi đây là trái hút đốt ảnh mới vừa hái xuống nha các bạn. Nó không bự lắm nhưng mà anh sẽ biểu diễn cho mình coi là hút đốt chặt như thế nào. Nè mấy đứa nè, nhìn kỹ vô nha. Anh chưa bị chặt nè. Anh chặt hút đốt cho mình coi là cách chặt nha. Chuẩn bị có trò chơi chặt hút đốt á. Nhìn cho kỹ vô. Ủa vậy hỏi hả? Từ từ, có kỹ năng đó cô. Phải chặt đúng 3 cái cạnh của nó đồ. Là chúng mình chuẩn bị có cái thử thách là chặt hút nốt. Đó, đúng phải lựa đúng cái khí của nó. Đó là chúng ta sẽ được một cái muối mà nó nguyên dạng như vậy, sau đó mình lột bớt cái vỏ này ra là mình có thể ăn được nè các bạn. Ăn thử luôn nha, ảnh là ăn thử luôn, ngon không nha. Y ăn vừa nước với bạn mà nó ngọt ngọt. Ngon á. Đây cái cháo bữa giặt cho. Cái dở lên cái đó ngon. Bữa chưa bị chặt rồi. Ngon ngon ngon. Ok, chúng ta đến với thử thách trải nghiệm chặt hút nốt với bạn. Hai team vẫn còn hai team và team ba khía thì sẽ có 5 trái hút nốt, con dao, cái ca với lại cái đồ chặt. Bên team của ba chàng gì quên ta, Tam Quốc Diễn Nghĩa thì cũng y vậy luôn. Và trong vòng 10 phút mỗi đội sẽ có 5 trái. Ai chặt được nhiều nhất thì thắng. Chặt là phải sạch như vậy nữa bạn. Đây. Ok nha, chuẩn bị tinh thần chứ. Đây để mẫu đây nha, nhìn mẫu nha, mẫu tôi sạch đẹp không? Từ từ nha, làm từ từ thôi nha, đừng đi ngón tay nha. Này chỉ này game này chỉ trải nghiệm thôi nha. 3 2 1 bắt đầu. Rồi nhanh 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 nhanh. Ủa là sao? Nè mình chặt á ha, mình cố gắng mình để cái tay như vậy nè nó mới chính xác. Đừng rớt cái ngón tay. Anh này không biết chặt vừa. Nhìn lên. Rồi chặt nè, chặt rồi, chặt rồi. Xin lỗi. Tốt rồi, ngon rồi. Rồi chặt đứt ngang cái muối luôn rồi. Không sao. Tại là mình chặt là mình phải biết được cái khứa đó đâu rồi, còn không mình chặt là nó sẽ bị vừa nước vậy nè, đứt đôi luôn rồi. Hãy bộ. Đứt luôn rồi, không đứt một ba cái rồi, đứt hết luôn á. Đứt luôn làm đôi. Sao lấy muỗng thụi ra đưa qua thằng muỗng. Rồi tiếp theo. Bên đội của ba chàng ba khía chặt tài là lỗi không bạn ơi, cái nào cũng đứt làm đôi hết rồi nha. Ba chàng Tam Quốc thì cái này đứt làm đôi rồi nè, trừ điểm em biết này coi như trừ điểm rồi nè. Mình phải giữ nguyên cái muối chứ. Kinh nghiệm đó. Rồi cái này nó lại rồi, cũng hư cái muối rồi này cũng đâu có được tác dụng gì đâu. Hư rồi. Đừng có lại kiểu đó. Hư rồi. Nếu nó hư thì. Mình ăn. Hư ăn luôn rồi kìa. Hư ăn luôn rồi. Đây ở dưới cái trái các bạn nó có một cái hình tam giác 3 lần nè, 1 lần 2 lần 3 lần, cái khứa nó hàng vô đó, là mình cứ chặt đúng 3 cái lần này là chính xác, là lấy cái muối nha, chứ mình chặt như vậy là đứt cái trái ra làm đôi. Nó có 3 cái lần hình tam giác nè, cái lần nhìn không biết máy quay được không, nhưng mà mắt thường mình là có thể giờ thấy nó lõm xuống, nó có 3 cái lõm, không có ai muối nguyên dạng được hết đó mấy bạn ơi. Nó chặt cho đẹp ra, nó khụi ra cũng đứt hết rồi nè. Nè nhìn nó khụi ra nè, mình chặt được đó, nhưng mà mình lấy ra nó đó hư phải không. Rồi, được rồi. Khúc này đâu đây. Đây, muỗng đi. Người ta lấy cái muỗng nè, người ta kê qua khoại một cái vòng tròn, cái lấy ra nguyên cái, quay cái muỗng lên, Rồi. Lần này là một ăn cả ngã về miệng. Tụi mình chơi muỗng với nhau mọi người. Đó, bình tĩnh nè. Chút nó đó vậy đó, rồi. Chút từ từ lấy đều hết luôn, lấy đều hết. Còn chỗ nào còn dướng là nó sẽ bám lại á. Đó. Ra rồi ạ. Chưa. Sạch. Lấy dao tao gọt. Đó. Được muối rồi đó. Rồi qua bên kia còn được muối nào các bạn? Bên đây quý vị sao rồi, được muối nào nguyên vẹn không? Cho mượn cái ca cái toàn. Đây anh ơi, có nhiều muối lắm anh. Bỏ trời muối anh. Muối này để búp ban là ngon lành luôn, cành đào luôn nha. Sao kỳ không có muối nào hết vậy? Nè, hơi thiếu kinh nghiệm anh này. Để anh chặt thử coi sao, khó chặt lắm hay sao kỹ vậy? Ê, chặt sai rồi, chặt sai rồi, cái khứa đây mà. Xem dễ hơn làm nha các bạn, làm kết quả lắm. Không, không sao, chúng ta vẫn còn một cơ hội tới cuối. Đã làm lại. Cái đó lấy muỗng ăn được. Cái đó muỗng ăn được. Anh chặt ngay đây nè, anh chặt trên đây xuống nè. Đây, đây đúng không? Đây đúng không? Đây đúng không? Đây đúng không? Đúng rồi, trên đây xuống là được. Ồ, đây có chuyên gia chỉ đấy các bạn. Dài. Đúng rồi, chặt. Chặt xuống luôn, mình lấy một muối thôi. Đúng không? Ừ, đâu có, mình bỏ mình lấy muối này, lấy muối này. Là đây đúng không? Đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, mình lấy một muối thôi, mình ghi điểm lấy một muối thôi à. Chỉ cần nhìn thấy kinh nghiệm thôi là thấy không, là bắt đầu gọt ra là được quy búi rồi. Kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức. Đúng rồi. Trời ơi, tận hưởng ra trời ơi. Good, good morning. Ok, chúng ta bắt đầu tổng kết chấm điểm các bạn. Đầu tiên là đội của Tam Quốc Duy Nghĩa, Tam Quốc An Giang là được 2. Này là được 2 cái, nhưng mà có cái này là nguyên dạng đúng không? Dạ, em làm à. Em làm. Đúng rồi. Còn cái này thì còn có nửa muối à. Này còn nửa muối không tính thì gốm là được 4 muối à. Rồi tiếp theo là đội ba anh em bắt khía. Trời ơi được quá trời luôn. Giỡn mà mấy ký á. Thôi xong rồi. À chúng ta được cái này là cái dừa nước. Cái dừa nước nó mới vậy nè. Cái dừa nước người ta chặt làm đôi biết không? Cái dừa nước người ta đâu lấy nguyên cái dừa nước người ta sẽ chặt cái dừa nước làm đôi xong lấy mũ người ta nại xong. Đó là dừa nước, còn khúc nốt là kỹ năng mình phải lấy nguyên hạt. Kết quả là đội của Tam Quốc Duy Nghĩa chiến thắng ha. Một muối là win ha. Một muối là win hả? Đúng rồi. Thật ra thì game này chỉ để cho mọi người tăng tính trải nghiệm thôi, chứ hắn thì chỉ được bánh này thôi nè. Cái này là bánh cà tum, là trái lựu các bạn. Rồi mở ra bên trong có gì, có thử cho anh coi thử coi. Mở sao hả? Em mở hoa mỹ lắm. À vậy là không biết mở rồi. Người ta có cái gút chốt hay gì á. Đây đây đây, để anh cầm cho anh cái bánh tét này coi. Rồi người ta cắt. Anh nghĩ là có một cái cách mở nào đó. Thôi tao gói hay chứ ta. Kết quả là mình không biết cách mở luôn các bạn ơi. Mình biết cách mở không Tình? Dạ không. Em không biết cách mở luôn hả? Biết cách mở là anh, em biết cách mở. Có bà dân An Giang mà không chưa bánh này hả? Dạ. Tiêu rồi các bạn ơi. Ủa mở được mà anh? Cái gì đấy? Em mở lỗ rồi em nặng nó ra. Các bạn, bạn nào dân quê An Giang, dân An Giang với bạn chỉ tụi mình cách mở bạn ơi, sao không được. Hoài minute tell. Đó, là chúng ta sẽ được cái cục như vậy đó bạn. Ngon anh. Này giống cái xôi gì chúng ta sẽ có giống như ăn bánh dừa, nó có nếp với lại dừa, xác dừa với lại đậu trắng. Bánh dừa thì có đậu xanh thì không có, nó có đậu trắng. Cái này em nhìn em thấy nó giống cái chè gì trắng trắng đó. Chè đậu trắng. Nó sẽ ngọt ngọt lợ lợ thôi, không có ngọt gắt với bạn, ăn được lắm á. Ngoài ra đội Hán còn được 3 đòn bánh tét mini. Bánh nhân này là nhân đậu nè. Nè, trải nghiệm gỡ luôn ăn. Còn màu đỏ này là nhân chuối. Trải nghiệm gỡ luôn đại. Nhân chuối. Nhân chuối. Cái đại bị này. Còn bên đội Hua thì nhìn theo một kỳ quá nên cho 3 đồ bánh tét mini, cái loại nhỏ hơn nữa nè. À, nè so sánh coi. Đó. Cái này là bánh tét mini, còn bánh tét này bánh tét là mini roll vip. Ồ em thấy người là 3 người thì mỗi người một cái thôi ha. Nè toàn cái Tết là ăn một đồ này là no tới hết Tết luôn á. Ăn này mới bao no luôn á trời. Đó mọi người đòn. Đây mình trải nghiệm bên đây trước kìa. Ủa nhưng màu xanh là xanh. Màu xanh là chuối hả? Thử biết chứ chị. Nhân chuối. Nhân chuối. Rồi thôi bữa nay nhân đậu xanh rồi. Rồi vào bên đây thì nhân đậu xanh. Dừa hay gì á. Còn bên kia mấy bánh tét siêu rượu vip mở được chưa ta? Sắp được rồi đây. Nguyên cái. Nè đây. Bánh tét này siêu rượu vip thì nó sẽ bự như vậy đó bạn. Bự gần vậy đó. Rồi, mời các bạn nha. Hết nguyên cái luôn, ăn gì học uống rồi. Ôi không có nhiều anh. Không. Nhỏ vậy bắt người. Nó chút xíu như vậy mà em bắt người ta bỏ miếng nhân vô được là thằng tè gán, là sao có thể bỏ được. Có hột đậu cũng đỡ anh. Chỉ là một bịch nếp thôi. Chỉ cái bịch nếp thôi đúng không? Đúng rồi. No. Nó hỏi cho anh. Tôi không nào anh cho thêm đòn nữa. Thôi anh nồi. cuộn với nó. Thôi đừng làm vậy, em thích lắm. Ở đây mình có bánh ú siêu mini với em ạ. Giờ mà em nói thiệt, nhân chuối cũng ăn không cảm nhận được luôn á. Vậy? Cái đòn của em bự hơn vậy. Coi à, mà ăn còn không cảm nhận được nữa, hỏi cái đó là sao trời. Để trải nghiệm bánh ú siêu rồ vip mini. Đâu mà ra mà mấy cái bánh ú nhìn nhỏ. Bánh ú thì bánh tét, bánh ít ta. Bánh ú thiệt. Bánh ú nhé bạn. Mình nhỏ như vậy mình ăn. Không có nhân này. Ôi bơ phạt. Cái này không có nhân rồi. Bánh ú người ta là bánh ú đú, còn này là bánh này u nù. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc cái clip 25 giờ du lịch An Giang. Và bạn tình comment được tụi mình mời chơi mà sao mình hơi nhát chút ha. Nói chung là bạn tình là mới 18 tuổi, bạn còn hơi nhát, các bạn thông cảm ha. Nhưng mà chủ yếu là đi theo để trải nghiệm, tụi mình biết là mấy clip quay 25 giờ là có dễ của em. Thưa anh là không. Thử hết được cái kiểu đó đúng không? Chứ đâu phải đơn giản là đi du lịch không đâu. Bởi vậy nên bạn nào comment các bạn hãy cân nhắc là có thể đi được hay không, rồi chơi mấy cái trò chơi được hay không. Còn bạn nào mà muốn trải nghiệm, muốn thử thách được các kiểu và vừa du lịch luôn thì các bạn có thể comment địa điểm tiếp theo. Tụi mình sẽ chọn 10 bình luận có nhiều like nhất và bốc thăm. Nếu như bạn có thông tin liên hệ trong phần giới thiệu của cái nick của bạn thì mình sẽ mời đi chung nha. Ok, nếu cho các bạn đã thích cái series 25 giờ đi du lịch các tỉnh của Việt Nam mình, các bạn like, mạnh tay và comment địa điểm tiếp theo nha. Nhớ đăng ký kênh và bình luận địa điểm tiếp theo nha bạn. Tạm biệt các bạn.